Ở đời hãy nhớ rằng phải luôn theo đuổi giấc mơ của bạn bằng cách tắt báo thức và ngủ tiếp. Và Dương Cửu của chúng ta cũng có ước mơ cháy bỏng của riêng mình, đường đường là một sinh viên với giấc mộng trở thành một thế hệ kiêu hùng. Vậy mà giấc mơ chưa thành hiện thực lại vì cứu một con mèo mà rơi từ tầng 20 xuống, cứ tưởng lần này được xuống phụ mạnh bà nêm mì chính vào canh để suy giảm trí nhớ. Vậy mà lại xuyên không đến một gia đình giàu có, mang trong mình dòng máu phản diện thế mà, lại gặp kẻ gian hãm hại. Slogan luôn treo trước ngực của hắn ta là văn võ bách gia toàn hạ phẩm, chỉ có kiêu hùng đủ cứu thế. Và để không phải tắt báo thức vẫn có thể thực hiện được ước mơ thì Thỏ Ngọc Studio xin mời quý hành khách tắt các thiết bị điện tử, thắt dây an toàn và chuẩn bị khởi động cơ hàm cùng với những trận cười phát ốm của bộ ta làm kiêu hùng tại dị giới. Chuyến bay xin được phép bắt đầu. Một ngày bình thường như bao ngày, vẫn phải lết cái thân xác già cỗi ở tuổi 18 này đi học và học chỉ với mục đích bán mạng cho tư bản. Ở cái tuổi 18 đầy ước mơ và triển vọng này thì ai mà chả có một niềm đam mê mãnh liệt chảy trong tim. Có người muốn làm tỷ phú, có người lại muốn trở thành Spider-Man, lại có người muốn trở thành một con người bình thường đủ điểm vật lý là ổn. Tớ cũng thế thôi, tớ muốn lấy chồng đại gia. Không những cái này thì quá nhàm chán, thứ mà nam chính của chúng ta một lòng một dạ hướng tới chính là một đời kiêu hùng. Thế mà cái bà cô cận lòi mắt kia lại chế giễu cái ước muốn này là viển vông và bị ảo tiểu thuyết. Rõ ràng cái tờ giấy kia bảo ghi nghề nghiệp muốn làm mà, thì ghi đúng thế rồi còn gì. Lại thêm một lũ con nít cóc không biết cái mẹ gì nhân sinh quan cũng chìa mõm răng ba ngày chưa đánh vào xỉa sói. Tụi này cho rằng cái ước mơ ấy chả ra cái thể thống gì, không hợp chen tí nào hết. Năm nay mà có đăng ký hướng nghiệp thì cũng cỡ Miss Gen hay TikTok cơ đồ đó chứ. Châm chọt nhưng vẫn không quên lúc nào kết bái lăn lộn ngoài trường thế thì nhớ alo tụi này với. Mẹ cái bọn mồm to hơn não này, lăn lộn là lưu manh côn đồ, sao có thể tính là kiêu hùng được chứ, kiêu hùng chân chính nên là tiền tổ lộ. Quyền phố kiều, nghĩa dĩ bản, thái sơn băng, năng diện bất kinh, vị cư cao vị năng thường dĩ đãi nhân. Đúng là đam mê từ lâu đã chảy trong máu, có khác nhớ mấy cái này còn khó hơn cả nhớ bảng tuần hoàn hóa học. Anh còn lấy cả ví dụ cho tụi này được mở mang tầm mắt như Trương Tác Lâm, Đỗ Nguyệt Sinh, dưới có thể tranh giành Oai Phong, trên có thể kéo quốc gia đang trên bờ vực sụp đổ. Đang trong mạch diễn thuyết oai hùng như thuyết trình lịch sử thì lại bị đạp cổ ra ngoài vì ăn nói xà lơ. Cô cũng đến não lòng với cái tên học sinh sớm nắng chiều mưa chưa bập bùng này, rõ ràng là hạng nhất, có tiền đồ rộng lớn, lại muốn làm một tên côn đồ. Cũng may bây giờ là xã hội pháp trị, nếu như là sớm mấy chục năm nữa thì thằng nhóc này thật sự thành công. Rõ ràng là một thiên tài thiếu niên mấy năm mới có của trường mà thật kỳ quái. Ôi thôi, cô giáo cũng bị thao túng tâm lý gọi sao. Anh 5 điểm vì anh kỳ quái nhưng anh yêu động vật thì anh 1.000 điểm. Thế mà cảnh tượng đứng dậy giải thích cho lũ óc bã đậu kia hiểu về côn đồ oai phong lẫm liệt như thế nào, thì giờ đây cưng nựng chú mèo lại nhẹ nhàng đến thế. Cái con mèo này mang mệnh quỷ hay gì mà phá kinh hồn, thêm một con chim ngu ngốc ngó qua cửa sổ khiêu chiến với chú mèo đần độn này. Và thế là một cất cánh ngoạn mục lao từ tầng 20, con mẹ nó tưởng nó cũng có cánh hay gì vậy, nhảy mà quên mang dù kìa má. Đương nhiên là một lòng yêu động vật thì anh cũng không ngần ngại mà nhảy cùng nó, đúng là chủ nào tớ nấy, cứ nghĩ rằng là người thì bay được chắc. Và đương nhiên, trước mắt quý dị đây là một màn tiếp ô tô ngoạn mục, tại sao tôi không nói là tiếp đất ư? Vì anh rơi thẳng lên nóc xe con nhà người ta mà. Hiện chúng tôi đang phát trực tiếp một vụ có thật tại Bình Dương về dẫn chứng của việc não lốt chưa xong thì tứ chi đã tự quyết định. Sau khi rơi lủng nóc xe con nhà người ta, anh cảm thấy người mình nóng ran, mắt dường như mờ đi và đầy những tiếng ồn ào đại khái như có người rơi từ trên tầng xuống, gọi cấp cứu đi, gọi cứu hỏa ấy, à đâu gọi 113 chứ, nhầm rồi má, gọi 115 cơ mà. Giờ này vẫn chưa uống trà với Diêm Vương thì vẫn là một phúc phận lớn, còn sau này chột, què hay tàn phế thì có thầy bói cũng khó mà đoán trước được. Anh cảm thấy bản thân mình đau như sắp chết, đau quá mức giới thiệu. Và khi anh tỉnh giấc, thấy mình đang ở một nơi xa lạ, vậy mà vẫn chưa chết ư, ảo ma Canada thật đấy. Trước mắt anh là một người phụ nữ trung niên, cũng trạc tuổi mẹ anh lúc bấy giờ, bà không ngừng gọi anh tỉnh dậy. Chuyển cảnh ta có thể bắt gặp được tình trạng đội vợ lên đầu là trường sinh bất tử. Không biết nguyên chủ đã gây tội éo gì khiến cho cha hắn phải bê chậu nước đội đầu tạ tội. Ta mà như phu nhân thì ta bắt quỳ lên vỏ sầu riêng cơ. Có lẽ như hắn đã thất lễ với cô nương nhà người ta nên mới bị đánh ra nhường này. Nhưng mẹ hắn vẫn một mực bênh vực hắn, còn nói rằng nếu hắn không tỉnh dậy thì e rằng cả nhà thủ phụ sẽ phải đền mạng. Được hắn thích là một phúc khí rồi, bên đây chưa kịp nhìn đã đẩy hắn xuống hồ, không thể chấp nhận được. Ái chà chà, mới xuyên không thôi mà đã đánh hơi thấy mùi của phản diện rồi đấy, nhưng có vẻ như phản diện này lại là con cháu quan lại đời thứ hai siêu cấp. Sau khi anh tỉnh lại,
thấy mình vẫn không sao, không sứt mẻ hay thiếu thốn bộ phận nào cả. Mẹ anh thấy thế cũng vui mừng mà gớt nước mắt. Ngó ngược ngó xuôi xem anh có thiếu bộ phận nào không, cái não chắc sau khi xuyên không cũng đã được reset lại, nên có vẻ lốt nhanh hơn bình thường. Cuối cùng anh cũng đã nhận ra rằng thế mà mình đã xuyên không rồi, theo ký ức của nguyên chủ, nơi này là Càn Triều, Dương Phủ. Bây giờ cơ thể này chính là Dương Cửu, phụ thân Dương Uyên là chỉ huy quân sứ Cẩm Y vệ quyền cao chức trọng, giám sát bách quan. Mẫu thân là Triệu Nhu Nhu, con gái độc nhất mà Trấn Bắc Vương yêu thương vô bờ, hoàng thượng ngự ban phong hiệu Phương Hoa quận chúa, nhất phẩm cáo mệnh phu nhân. Nữ tử trong Càn Quốc ngoại trừ phi tử trong cung thì không ai tôn quý bằng bà ấy, hơn nữa lại cực kỳ yêu chiều con trai. Nói là nô lệ cho con trai cũng không quá, nên đã gây nên tính cách phá phách của Dương Cửu. Cũng vì nguyên nhân phi lễ với thượng quan Minh Châu, con gái của thủ phụ không thành công mà bị đẩy xuống hồ trực tiếp chết đuối, vì thế nên anh mới xuyên không đến đây. Bà biết rõ tội đồ của con trai mình nhưng vẫn một mực bao che bênh vực, đúng là con hư tại mẹ mà. Con gái nhà người ta cất công nuôi dạy mấy chục năm trời, chỉ vì một cái liếc mắt si mê đắm đuối của con trai mà bà ta dám đòi bắt về làm nha hoàn ấm giường cho hắn. Nếu như vẫn không thích thì trực tiếp đẩy thẳng xuống hồ. Rõ ràng là nguyên chủ trêu chọc trước, vậy mà còn nhận được sự dạy dỗ như vậy của một người mẹ, nguyên chủ này không quan liêu mới lạ. Rõ ràng muốn gia thế có gia thế, muốn ngoại hình có ngoại hình, vậy mà hắn lại không biết cách tận dụng để phát huy, khiến cho mọi thứ trở nên uống phí. Thế nên anh quyết sống thay hay nửa đời còn lại một cách tử tế hơn, với bước đầu tiên là chỉnh sửa cách ăn nói. Anh nói với mẹ rằng đừng trách tội nhượng quan cô nương nữa, lần này là do anh không đúng. Mẹ anh nghe thấy thế liền tưởng anh rớt xuống hồ rồi ẩm IC, làm sao có thể bỏ qua khi làm con bà bị thương được cơ chứ. Bà đã đích thân gọi ngự y đến thăm khám cho con trai cưng của bà rồi mà. Ngự y bước vào lại chứng kiến cảnh đường đường là một đại nhân mà lại đang bê chậu nước. Ông dè dặt hỏi thì nhận được một câu trả lời là bê lên uống có được không. Sau khi khám ngược khám xuôi, khám trên khám dưới thì ông đưa ra kết luận rằng toàn thân lành lặn, không mất khúc nào, quận chúa và chỉ huy sứ đại nhân cứ yên tâm. Nhưng bà vẫn không tin vào mắt mình khi thấy con trai bỗng nhiên ngoan đến lạ thường, lại còn chịu tha lỗi cho nha đầu lừa đảo đó. Ngự y rén mặt cắt không còn một hột máu, khẳng định rằng thiếu gia chắc chắn không hề gì. Anh ngồi bên này mặt đen như cái đít nồi rồi, bất lực không thể nói gì hơn. Đúng là chỉ có tam quan của cha anh là vững chãi, ông nói rằng không thể trách tội người ta, lại nói người ta là nha đầu lừa đảo gì gì đó, rõ là thiên kim của nhà người ta cơ mà. Nói thì nói thế nhưng ông vẫn mong ngự y xem xét kỹ cho khuyển tử bởi vì con trai ông không thể tuyệt đối nói ra lời tha thứ cho người ta thế được. Thôi lần này bác sĩ cũng bó tay rồi, không biết cái vị nguyên chủ này trước kia đã ra nông nỗi gì đây. Anh cho mời ngự y về, tự rằng mình không sao cả, mẹ anh vẫn không tin nổi đây là đứa con yêu dấu của mình. Cứ hỏi anh có lời gì khó nói không. Nếu thủ phụ uy hiếp anh, nếu như vậy cho dù là cha anh có co rúm lại thì nương cũng sẽ viết thư cho ông ngoại đến làm chủ cho anh. Bà mẹ này đúng là chiều con như thiên tử, phải chi mẹ tớ cũng vậy, kêu hai tiếng chưa dạ là thấy mẹ cùng với chiếc dép đứng đấy rồi. Cha anh vẫn là đấng quân tử cứng rắn, một mực biết trái phải nói rằng, phu nhân, nhà thủ phụ nhiều nhất cũng chỉ làm khó ta trên triều, sao lại đối phó với đứa trẻ, người triều tiểu cửu quá rồi. Lời nói oai phong chưa dứt thì tay đã bị bê chậu nước tiếp, anh cho rằng nếu đã phi lễ với thượng quan cô nương thì theo lý phải đến cửa bồi tội. Nếu như có trách tội thì anh cũng nguyện nhận, đúng thể bước đầu tiên để thoát khỏi cái áo phản diện là thay đổi cách đối nhân xử thế. Nhưng ông trời đâu cho dễ dàng như thế, sau khi nghe anh nói xong, cả cha và mẹ anh đều đồng thanh khẳng định đầu anh chắc chắn hỏng rồi, phải gọi ngự y đến khám thôi. Thế là bà bắt đầu khóc bù lu bù loa lên trách mách cha anh rằng để cho anh bị bắt nạt thành ra cái bộ dạng này, nhất định bà sẽ hòa ly với ông cho xem. Anh đúng là lực bất tòng tâm rồi, không lẽ bây giờ phải bảo rằng trói thượng quan Minh Châu đó đến đây cho anh, chém hết toàn bộ trên dưới nhà thủ phụ, không chừa một ai. Nói thế cha mẹ anh mới nhận đó là con mình sao, anh chỉ biết thở dài thườn thượt lý giải rằng bản thân đã trải qua một kiếp. Đã hiểu ra được trước đây là bản thân không tốt, lần này thập tử nhất sinh đã nghĩ rõ mọi chuyện, sau này nhất định sẽ không thế nữa. Cha anh thấy thế thì nghĩ rằng lẽ nào liệt tổ liệt tông hiển linh rồi, con trai ông giác ngộ rồi ư. Tổ tiên nghe thấy cũng bất mãn muốn đội mồ dạy bảo đừng cái gì cũng tổ tiên chứ. Bất ngờ này chưa qua, bất ngờ kia đã tới, thế mà thánh chỉ lại được ship ngay tận giường, nhưng vì chưa sell nên vẫn phải trả phí ship. Thấy thánh chỉ tới, lão gia cuống cuồng lên như gà mắc tóc, đuổi hết người này rồi lại sai khiến người khác. Ông bảo luôn cả phu nhân về trạch trước để ông cùng tiểu cửu đi tiếp thánh chỉ, phu nhân thấy thế thì không hiểu sao lại cuống lên như vậy, cũng đâu phải lần đầu tiếp chỉ đâu. Ông khẩn thiết xin phu nhân đừng càn quấy nữa, hãy tránh đi một lát.
Đúng là sau lưng người đàn ông bất lực là người đàn bà rất bực. Ông nhanh tay nhanh chân kéo cậu con trai đi để tránh bà vợ càm ràm. Sau khi anh thay y phục xong nhìn cũng bảnh dai đấy. Thế mà lại được cha anh khen là mặc đồ lên nhìn cũng giống người phết. Ủa lúc không mặc đồ là giống cầm thú à hả? Anh đã sẵn sàng đi tiếp thánh chỉ. Ừ đấy thánh chỉ mà làm như đi nhận giấy khen không bằng. Thánh chỉ lần này có lẽ phải suy nghĩ kỹ rồi hãng tính tiếp. Anh thấy thế thì kiểu ủa alo, cái quái gì đang xảy ra vậy? Rõ là nhà ta quyền cao chức trọng, lẽ nào thánh chỉ còn có thể không tiếp? Nếu như có chuyện gì thì mong cha hãy nói với con. Ông nghe thấy thế thì chỉ muốn đấm cho tên này một phát vỡ alo, rõ là quan trong triều, đương nhiên cúc cung tận tụy với bệ hạ. Chắc thánh chỉ này là của anh, không tiếp thì còn đường hòa hoãn, không lẽ là do anh đã phi lễ với thượng quan tiểu thư ư? Trong ấn tượng thì thượng quan Minh Châu hay còn gọi là thượng quan tiểu thư là một cấp bậc nữ thần. Ở cổ đại nữ tử coi trọng trinh tiết, đã xảy ra chuyện này thì chắc chắn là phải lấy người ta rồi, lần này chỉ có lãi chứ không hề lỗ. Nghĩ đến dáng dấp ngọt lành của cô em, thì anh không một chút nao núng, thân là nam nhi sao có thể không chịu trách nhiệm được, anh nguyện ý lấy thượng quan tiểu thư làm vợ. Được làm tốt lắm, không như ai kia thắng chỉ được 5 triệu. Anh tự cho mình đã trưởng thành, đã đến lúc phải gánh chịu trách nhiệm, anh có chịu ấm ức tí cũng được trả sao dù gì cũng là danh tiếng của tiểu thư nhà người ta. Dương Uyên nghe đến đây giận tím người, sao có thằng con ảo tưởng được ghê thế cơ chứ, phải tặng cho một đấm cho tỉnh mới được, thế là chàng ta được lĩnh một đấm ngã chồng mông thật. Cho dù có làm hỏng danh tiếng thì người ta cũng là đích nữ của thủ phụ, còn ưu sầu không gả đi được chắc, điều đáng lo ở đây là người ta có phải bị thương ở đâu rồi hay không. Thánh chỉ đó chắc là kết quả xử phạt đến rồi, đương nhiên là nhà khác chỉ có thể tuân theo nhưng ông vẫn còn một cách cứu lấy cuộc đời anh. Đó là chạy trốn không tiếp thánh chỉ này, trốn giam 3 năm rồi quay về, và chức vụ của ông cũng sẽ không còn nữa, đúng là đẻ được đứa con báo đời báo cha mẹ. Anh nghe đến đây liền quyết định đi tiếp thánh chỉ, cha anh cảm thấy con trai này đã biết suy nghĩ rồi, tuyệt vời lắm. Dương chỉ huy sứ đến tiếp chỉ. Người ta nói mà cuộc đời là bể khổ, chưa chắc đã qua được bể khổ thì đã qua đời. Có đứa con mát ruột mát gan thế này thì đúng là chưa kịp ngáp đã hẻo thật. Vừa đến đã gặp một tên mặt đúng ngố tàu, hắn ta là Tào Chính Kỳ, xưởng cung đông xưởng được hoàng đến coi trọng, đông xưởng và cẩm y vệ đối địch. Vừa vào chiều chưa kịp chào ai đã bị xỉa sói rằng không coi thánh chỉ ra gì, sống chừng ấy năm bây giờ mới xuyên không đã biết cái thánh chỉ vuông méo dư là đâu. Dương Uyên chỉ huy sứ cẩm y vệ dẫn theo khuyển tử, nghe chỉ, mô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết, đích tử Dương gia là Dương Cửu, coi thường vương pháp làm nhục dân nữ, theo luật đi đày xung quân. Nghe đến đây, tên mặt khỉ này thở phào nhẹ nhõm vì chỉ bị đi đày xung quân mà thôi, còn tưởng rằng bức tường trắng phủ kín thép gai chứ. Phe này mẹ anh mà nghe được chắc đến bê cả vua lên núi Tẩn cho một trận quá. Khởi kiệu hồi cung. Đến lúc này cái tên mặt mo kia vẫn đang thấy tức trong cái lồng ngực, không phải người ta đã tiếp chỉ rồi ư. Còn tức gì nữa? Hóa ra thứ hắn muốn là Dương Uyên phải ngã ngựa chứ không phải đứa con vô dụng kia. Không ngờ rằng thế mà lần này hắn cũng nỡ để cho con trai đi như thế. Tên ác quan này lại muốn ra tay hãm hại Minh ư. Hãy cùng chờ xem đứa nào quỵ trước đứa nào nhé. Về đến nhà, Minh nghe tin rằng mình bị nằm vùng thì mồm há to như cái gáo dừa, mặt xanh như đít nhái. What the hell, không phải đi xung quân sao lại biến thành nằm vùng rồi. Cha anh không hổ là cha anh, đã tính trước cho anh một nước. Nếu như anh đi xung quân thì anh chết chắc. Quan thần tranh quyền. Cục diện triều đình đã như vậy, hiện tại ông vẫn còn đứng đầu sóng ngọn gió rồi. Anh nghĩ sao phụ thân không lui về, chí ít một nhà có thể quây quần. Nhưng tuổi trẻ chưa trải sự đời làm sao hiểu được, thân trong triều đình không thể chỉ vì một nhà một họ. Cục diện triều đình càng như vậy thì càng phải làm gì đó vì bách tính. Ngay lúc này Dương Cửu dường như thấy rằng bóng dáng cha mình thật to lớn, bao trùm lấy cả cuộc đời ngạo nghễ của anh. Còn chưa kịp chảy văn cảm động vào đầu thì đã bị túm cổ xách đi xếp quần áo để chuẩn bị đạp ra khỏi nhà. Đúng là lòng cha như vầng thái dương mà, con chưa kịp hưởng thụ cuộc sống quan liêu thì đã muốn đuổi đi cho khuất mắt, nhưng không đuổi sớm thì mẹ mà biết là khỏi đi. Tình cha con chấm dứt từ đây, con ra đi xa quê hương lại không được cưỡi ngựa mà phải cưỡi lừa, tình phụ tử chấm dứt từ đây. Chưa kịp nói lời tiễn biệt, giọt nước mắt trên mi anh chưa kịp rơi thì đã nghe tiếng chửi của mẹ từ vạn dặm vang tới, Dương Uyên. Cái ông già chết tiệt này mang con tôi đi đâu rồi chứ hả? Đúng là một lời nói có thể uy hiếp cả đoàn binh. Ông ta nghe thấy tiếng nói thân thương của vợ mình thì cuống lên giục con trai đi nhanh lên. Còn không quên dặn chuyện nằm vùng đó con đi giam 3 năm rồi về là được, đừng cậy nhà mình ô to. Thế là ước mơ kiêu hùng của anh chưa kịp thực hiện rồi, là kiêu hùng chứ không phải cô nổ. Anh nhớ lại những lời bạn bè mình châm chọc ở kiếp trước, nghĩ thật thương cho bản thân,
bị cười nhạo nhiều năm như thế mà kết quả lại thành nằm vùng. Nhưng cái danh hạng nhất ở trường để làm gì chứ? Đương nhiên là dùng vào lúc này. Anh liền nhận ra rằng mình có thể lập một bang phái cơ mà. Đây chính là tiền định rồi, đi thôi đến Dương Châu, tạo thành một bang phái nào. Nếu kiếp trước phải tắt báo thức để thực hiện ước mơ thì kiếp này ông đây chính là muốn làm vương giả dưới đất, vậy thì xuất phát để hiện thực hóa ước mơ thôi. Ôi địch, cái con lừa này ăn hóc môn gì mà phi như tên lửa thế, cái này mà cày mặt xuống đường thì chỉ có đi nguyên hàm răng. Lừa kiểu méo gì thế không biết, tí thì làm người ta gãy cả eo, tên tùy tùng đi bên cạnh chỉ biết híp mắt cười. Cái tên này đã vậy rồi còn đòi hỏi lắm, xem ra cũng biết điều lo lắng cho công việc nằm vùng của mình. Nhưng nhà mình không có gì ngoài tiền mà, nên cứ xem như chuyến đi này là du ngoạn vậy, công lao sẽ có người giúp hết. Nhưng trong lòng anh biết rõ rằng cha anh hiện cũng không dễ dàng gì, nếu không thì không dùng cái cớ này để dụ anh rời khỏi kinh đô. Tên kia suýt thì ngỡ ngàng ngơ ngác và bật ngửa, lẽ nào anh biết ư? Đương nhiên là biết rồi, cha anh tốt xấu gì cũng là một đời thần có quyền, muốn anh không bị trách phạt thì chắc chắn ông ấy sẽ có cách. Nhưng lần này lại không làm gì cả để anh rời khỏi kinh, chắc là nếu ở bên cạnh ông ấy thì sẽ có nguy hiểm. Lão Vương nghe xong thì muốn đưa anh đi điện não đồ xem đầu có bị hỏng không, nhưng anh lại không cho phép nhắc chuyện này vì nó cứ dị dị làm sao. Anh không biết hiện giờ cha còn sống sót khỏi thanh đao của mẹ hay không. Theo ký ức của nguyên chủ, trước giờ Dương Uyên chưa từng mang chuyện triều đình về nhà, về đến nhà là chơi cùng phu nhân chơi với con. Như vậy chắc là để bảo vệ thê tử với con, nhưng đáng tiếc bảo vệ như vậy khiến cho thê tử càng lúc càng quen tùy hứng, còn con trai thì ngày càng tự đại phá phách. Nếu như cứ tiếp tục như vậy thì ông ấy sẽ có kết cục không tốt là mấy, nhưng nếu như anh đã là con trai ông thì tất nhiên sẽ không thể để cho ông không có được kết cục yên lành. Tên thiếu gia nhược trí đó, một đi không trở lại nữa, sau này chỉ còn là một người thần võ anh minh là anh mà thôi. Bây giờ thứ mà anh tò mò lại là thanh bang, nhưng vì volume quá lớn mà khiến cho hai vị cô nương đi phía sau nghe được, có lẽ hai vị này và thanh bang có quan hệ gì đó với nhau. Cô chủ sai người hầu của mình âm thầm bám theo sau hai người kia, nhưng hẳn cả một cái xe ngựa thế kia thì lúc nấp bằng niềm tin à. Phía bên này anh vẫn muốn biết chuyện của thanh bang, được tôi nếu người đã thành tâm muốn biết, ta cũng xin nhất quyết trả lời. Thanh bang này, địa bàn ở Dương Châu giàu có đông đúc nhất, bang chúng có hơn vạn người, đã có hơn trăm năm lịch sử, mấy năm trước trong nội bộ bang phái hỗn loạn. Nhưng sau khi bang chủ mới lên nhậm chức thì đã quét sạch những ung nhọt, khiến thanh bang năm sau mạnh hơn năm trước. Nghe nói 4% thuế của Dương Châu đều do thanh bang giao nộp. Hơn nữa nghe nói trong bang còn có 4 cao thủ thượng phá cảnh, năm đó Nam Man đến xâm phạm, giặc đến thủ quân Dương Châu không địch nổi. Là thanh bang cố ý xoay chuyển tình thế, bảo hộ Dương Châu 10 ngày 10 đêm cho đến khi viện quân đến. Thế mới đúng chứ, đây mới chính là kiêu hùng trong tưởng tượng của anh. Nhưng vấn đề mà chưa ai giải đáp được là rõ ràng đã từng cứu giúp nhưng sao triều đình lại đối phó với thanh bang. Qua cầu rút ván này có gì mà hiếm lạ, thanh bang nắm giữ nhiều tiền tài võ lực nắm trong tay cũng được. Nhưng vấn đề lớn nhất chính là khiến cho người khác biết ta nông sâu thế nào. Nếu là anh tuyệt đối sẽ không như thế, lúc anh thể hiện toàn bộ, tuyệt đối sẽ là vì chủ động tranh bá, chứ không phải bị động như thanh bang đâu. 10 điểm cho sự mồm dẻo này, cái gì cũng dám nói, cái gì cũng có thể nói nhưng không dám làm bất cứ cái gì. Hóa ra cái người con gái ngồi trong xe ấy lại là bang chủ thanh bang, và đương nhiên thì mô típ của một câu chuyện ngôn tình sắp sửa xảy ra đều sẽ là con người này thật thú vị. Hẳn là bang chủ cái bang, vừa nhìn một phát đã trúng ngay tiếng sét ái tình, mà người ta bảo rồi yêu từ cái nhìn đầu tiên là yêu vì nhan sắc. Cô ta còn chưa kịp thấy mắt tròn mũi dẹt của anh ra sao mà đã chốt đơn phu quân tương lai ngay và liền không cần suy nghĩ. Thế mà lại vì một tên nhãi danh mà đòi bỏ cả Dương Châu, nha hoàn cũng thấy bất mãn thay cho vị bang chủ xinh đẹp mà ngu ngốc này. Rõ là bọn họ đã kinh doanh ở Dương Châu rất lâu rồi, thế mà muốn bỏ là bỏ, đúng là phát ngôn của những người có tiền. Còn bang chủ thì không thèm để ý đến lời càm ràm của cô nha hoàn kia, một vẻ si mê đắm đuối như con cá chuối. Không ngờ được ở đây lại gặp một người thích hợp làm phu quân của nô gia thất như thế. Nhưng sau khi nghe xong thì nha hoàn cũng đúng là ôi rồi ôi, kiểu éo nào lại nhìn chúng một tên tiểu tử chỉ biết bàn việc quân trên lý thuyết đó ư. Đúng là mù màu rồi, thiệt tình mà nói bây giờ đang tuổi xuân thì yêu nhau trái ấu cũng tròn, ghét nhau đôi dép dẫu mòn vẫn phải chia hai. Chờ xem được bao lâu thì chán anh này ưng anh khác đây, đúng là không ai bình thường khi yêu. Người ta nói đến thế mà vẫn bênh vực rằng bàn quân trên lý thuyết đã tốt lắm rồi, cô ta còn e là dã tâm của anh còn lớn hơn cô à. Nhưng chị ơi, chị cả ba đầu đều to mà không thông minh tí nào, một thằng nhãi chưa hết cấp 3 với cái ước mơ làm kiêu hùng thì biết dã tâm viết như nào đâu mà. Cô à cho rằng mấy năm nay cô vẫn luôn nghĩ điểm mấu chốt của thanh bang
Vậy mà anh chỉ nói dăm ba câu đã nghĩ thông suốt, cô viết hẳn một bản quy hoạch đưa cho nha hoàn. Ấy thế mà trong bản quy hoạch kia lại đều là nội dung mà tên kia vừa mới nói, cô nha hoàn không hiểu hắn rốt cuộc là ai mà có thể xoay chuyển cả một cái bang như vậy. Đơn giản thôi, hắn đã lọt vào mắt xanh của bang chủ, là phu quân tương lai của Noza. Tại phủ, một thân ảnh đang ngồi lững thững trong màn đêm tối, nghe từng lời bẩm báo mà ruột gan như muốn tức lồng lộn lên. Vậy mà mấy đột nhân mã truy sát đều bị Dương Uyên phái người chặn lại, không ngờ lão ta đến cuối đời rồi vẫn nham hiểm như thế. Tên thị vệ sợ hãi cúi rạp mình xuống sàn, chỉ mong công công bớt giận, cẩm y vệ của Dương Uyên thủ nhãn thông thiên, chỉ dựa vào những người của Đông Xưởng. Chưa để tên kia nói hết câu, vị công công máu lạnh này đã chặn ngang cổ họng hắn, dù gì thì quân doanh cũng chết thôi, đứa nhỏ cũng chỉ đến mức đường ấy mà thôi. Bây giờ việc tất yếu của bọn họ là vẫn nên bắt tay đối phó với lão già kia trước, đó cũng chính là vật cản đường nặng ký và khó nhằn nhất. Tại một nơi núi non trùng điệp, cò bay mỏi cánh, chim bay chút nữa thì què, phía xa xa đại dương là nhà của Dương Cửu. Cha hắn vẫn đang ngồi đấy đọc tâm thư của lão Lưu từ đường xá xa xôi lặn lội gửi về. Nội dung thư cho hay, lão gia, thiếu gia tất cả đều tốt, lần này, gặp nạn lại là chuyện may, ta quan sát lời nói hành động của thiếu gia như rồng trong vực thẳm. Lần này xuống phía nam như du long nhập hải, lão gia cứ yên tâm, có ta ở bên cạnh giang hồ rộng lớn không ai dám đụng đến thiếu gia. Cuối cùng Mên cũng đã trưởng thành rồi, có thể khiến cho một người như lão Lưu đánh giá cao như thế, quả thật hắn đã bộc phá nhiều rồi. Ông đang hứng gió của kinh đô, nhận thấy rằng gió ngày càng lớn rồi, có lẽ cơn gió này cũng kéo cả con trai ông lớn lên rồi. Trong lúc đang chiêu chiêu thì Dương phu nhân xuất hiện, đậu má ta cũng giật cả mình chứ không nói gì là đại nhân. Xuất hiện với câu hỏi cũ, chậu nước ông đâu rồi? Xung quanh vẫn còn người làm nhưng ông vẫn bị bê chậu nước và bị đánh cho bầm dập. Đúng là bà không giữ cho ông tí thể diện nào, nhưng bà vẫn thế thôi, con trai còn không muốn giữ thì thể diện có là gì. Đúng là đời ông sao mà khổ, đẻ một đứa con ăn rồi báo và một bà vợ ăn rồi cáo, không biết tấm thân già nua này còn trụ được đến khi anh về không nữa. Đi một ngày đàng, mất 10.000 tiền cơm có khác. Mãi mới đến được Dương Châu, mệt bở cả hơi tai chứ chẳng được tích sự gì. Đã vậy lại còn quên bôi kem chống nắng, bây giờ y chang trả mực một nắng, đúng là bước tới Dương Châu bóng xế tà. Người ngợm như mà, phô phạc đến mức người cũng chẳng nhìn ra nữa rồi, công nhận Dương Châu cách kinh xa vãi nổi. Cái tên tùy tùng đi theo nghe anh thân giai còn nguyên zin mà than ngắn thở dài thì bình cả cái mực. Nếu như không phải lúc anh ở lại Liễu Châu cứ muốn chơi bời cá cược ở Thanh Lâu thì có lẽ đến được Dương Châu từ nửa tháng trước rồi. Anh mệt đến mức thở cũng chả buồn thở nữa mà tên kia cứ càm ràm, người ta là đang thị sát dân tình. Câu nói chưa ra khỏi mồm thì đã bị lão Vương Tý thì lấy dép nhét vào. Này cái anh kia đừng có mà ăn nói xà lơ, dù sao đây cũng là địa bàn của Thanh Bang. Hóa ra đến cẩm y vệ cũng phải lép vế trước Thanh Bang, ở cái đất Dương Châu này Thanh Bang còn có uy danh hơn cả quan phủ. Chả trách lại bị bao vây nhằm vào, đạo lý tích chữ lương thảo từ từ xưng vương mà cũng không hiểu. Trích chữ lương thảo từ xưng vương ư, quả là thiếu gia văn hay chữ tốt, còn có trên đường anh từng nói nghìn vàng mất còn có thể lại được. Nhưng bách tính khổ vong, bách tính khổ, ai biết được cơm trên bàn ăn, từng hạt đều là sự cực khổ của bách tính. Văn thơ của vị thiếu gia này quả thật có thể áp đảo đám trạng nguyên tài tử ở kinh đô. Đương nhiên rồi, 12 năm đèn sách sáng nào cũng dậy từ 5 giờ mà không văn hay sao được. Nhưng mà ai mà chẳng thích được khen, Mên thì nghe khen xong mũi phồng to như cái bánh vo rồi. Được đà gặp thiên tài, lão Vương nốt hỏi mấy câu luôn cho tỉnh người, thí dụ như Na Nu Tu Oha Kanki kề dao bên miệng đối mặt với gió giật, đau thì lập tức đau, cái này là ló đang nói cái éo gì dậy, cũng là tiếng Việt mà đọc n lần rồi vẫn chưa hiểu. Hắn toan lấy giấy bút ra ghi lại để đem về truyền cho con cháu sau này thì anh bảo rằng ba cái đồ quỷ này không phải ghi đâu má. Số phận anh chàng này cũng có phúc đấy chứ, trêu ghẹo thì chọn đúng đệ nhất mỹ nhân, bây giờ người kết nói với bọn họ cũng là một mỹ nhân, đã vậy chức vị lại cao. Ôi cái số của thanh niên này chắc là chết vì gái rồi. Thân phận người bí ẩn kết nối với anh thế mà lại là đại tỷ của một bang phái. Không phải vì là của một bang phái mà là vì hai chữ đại tỷ nên cặp mắt kia mới được độ bóng nê ông như thế. Tại Võ Châu, trong một gian nhà chưa đầy 10 mét vuông nhưng lại kẻ ngồi người quỳ, một thân nữ vừa tròn đôi mươi với khí thế kiêu ngạo, kẻ quỳ dưới đất lại chạc tuổi bố cô. Đây không có thắng thua, không phân tuổi tác, chỉ có kẻ mạnh và kẻ yếu. Hắn ta cẩn trọng dè dặt trong lời ăn tiếng nói của mình, hỏi ý kiến vị bang chủ này không hài lòng điều gì khi có nhiều trưởng lão rời đến Võ Châu hay không. Với một lũ ngu si và tầm nhìn hạn hẹp thế này thì việc gì phải bực. Sau đến được Võ Châu thì áp lực từ triều đình đã giảm đi nhiều rồi. Nhưng đây không phải là điều mà cô quan tâm,
Đúng thôi, trên thế gian này làm gì có ai sống được mà không yêu, không thương, không nhớ một kẻ nào chứ. Tâm trí cô bây giờ chỉ đặt lên người vị công tử kia, người ta là anh hùng múa phím còn công tử này chắc là hiệp sĩ đạo văn rồi. Theo như tổ điều tra của FBI 7 ngày 7 đêm không ăn không ngủ thì cũng đã biết sương sương về vị này. Trong đó có một vài câu slogan chép Google như tích chữ lương thảo từ xương vương. Nhưng cái kẻ si tình ấy lại cho rằng đây chắc hẳn là nói về thanh bang của cô rồi. Không ngờ anh lại có chí hướng yêu dân yêu nước như này, hơn nữa còn một bụng văn thơ. Hay lắm, một bụng văn thì hồi nào yêu nhau ngồi bốc phét với thể non hẹn biển cho em vui. Ủa nhưng cái câu đối diện với gió lốc này là ý gì? Trong sách giáo kia đâu viết đâu, đúng thôi bang chủ còn không biết thì làm sao thủ hạ biết được. Cái thời đại còn đưa thư bằng bồ câu này thì làm gì có Google. Nên mọi điều muốn hiểu cũng phải sai lính đi tra xét. Để cho những mưu sĩ trong bang cùng nghĩ, công tử chắc chắn có thâm ý gì đây mà. Trăng đã dày khia sao đêm nấp nánh, ánh sáng soi lên chiếc thân tàn ma dại, đi như nửa tháng rồi mà sao chưa tới, Google Map mất wifi hay gì vậy? Đến bao giờ mới đến thôn, còn đi nữa chắc ta chưa kịp lấy vợ mà chầu ông bà mất. Không sao, theo như bản đồ thì phía trước là thôn rồi, đó chính là Nam Điền huyện, nơi được coi là cực kỳ giàu có ở Dương Châu. Người kết nối với họ cũng ở đấy, không biết nơi này nằm ở vĩ tuyến mấy nhỉ, để xin cái địa chỉ cho sếp đến làm giàu. Thôi thì dù sao cũng là anh em với nhau nên Dương Cửu quyết định tin lão Vương lần cuối, mong là đặt niềm tin đúng chỗ. Sau khi đến một nơi xa xôi hẻo lánh, anh đây vừa nhớ mẹ vừa thấy lo, lại thêm tiếng đồng thanh tập luyện của bọn người phía trong thì rén luôn rồi. Không biết có đây là cái doanh trại hay cái bang phái mà tập luyện ghê gớm như thế. Nếu cái thân tàn như Sida của anh mà vào đấy thì chưa đầy 3 giây đã tắt CMN thở rồi. Sau một vài giây nghe rõ đối thoại đang xảy ra phía trong thì mặt cũng đần theo luôn. Mẹ nó cái lão già chết tiệt này, một thân già yếu một thân suy dinh dưỡng đến đây là cái mẹ gì chứ? Sau một trận la lối om sòm thì hai tên này cũng đã bị chửi một trận sấp mặt, đứa nào to gan dám gây rối trước thượng quan đường như thế chứ? Chán thở rồi hay gì, hóa ra đó là thượng quan Ly, một thân ảnh lạnh lùng cun ngầu bước ra, ông cha ta nói quả không sai, phụ nữ như những con đường, đường càng cong càng nguy hiểm. Ừ đấy cái số xuyên không nó nhọ gì đâu, bước chân vào nhà giàu chưa kịp hít mùi tiền thì đã bị đi đày. Nay tự đòi lại công bằng cho bản thân thế mà lại bị đấm cho bầm dập vì tội bắt nạt người già. Cứ ngỡ rằng cú đấm kia sẽ trúng vào ngay mõm mình, thôi thì cứ nhắm mắt trước, không thấy sẽ không đau mà. Nhưng quái lạ cú đấm đến được 5 giây rồi mà vẫn chưa đau. Ai chà chà, cái tên già nua râu ria này vậy mà cũng mạnh phết nhờ. Chỉ với một ngón tay thôi đã có thể chặn được cú đấm vạn dặm của thượng quan Ly. Không có ông chắc chuyện kết thúc tại đây do men hẻo dưới tay gái. Ông giải thích trước cú đấm rằng hai người chỉ là đang nô đùa thôi. Đánh giá trên dưới, trong ngoài thì cô nhận thấy đúng là tên này không thể bắt nạt được ông. Cái này thì đúng tổn thương sâu sắc rồi, sao có thể nói thế được, thiếu gia nhà ta anh minh thần võ thế này cơ mà. Vừa nhìn qua ngữ điệu của hai người này thì cô đoán được ra chắc là bọn họ đến từ kinh thành. Long toa kinh đô trấn Dương Châu, thân chữ Cẩm Y hộ Giang Sơn. Hai câu này chính là ám ngữ của Cẩm Y vệ, bây giờ việc của anh là nghe sai 24/7, đến nửa năm đủ lông đủ cánh rồi nên làm gì thì làm nấy. Ôi vãi thật, nửa năm nghe theo cái bà cô suốt ngày đấm đá này. Thử tính một canh giờ hít đất 30 cái thì được 3 ngày là lên tiên, và cái sự thật đó đã được chứng minh mà không cần nhà khoa học. Sau khi nhìn thấy 7.749 thân hình lực lưỡng, mặc dù mồ hôi như tắm nhưng vẫn phải luyện tập thì anh ngộ ra được một đạo lý. Đây rõ ràng là bóc lột sức lao động và đến để làm binh dịch chứ éo phải nằm vùng. Có mà tập xong nằm một vùng trong 6 tấm gỗ dưới 2 tấc đất thì có. Anh cảm thấy cuộc đời mình chẳng còn là tia nắng ấm nữa, cái tên nguyên chủ này không được tích sự gì hết, chỉ tổ làm khổ thân con nhà người ta. Đang than ngắn thở dài về cuộc đời đen tối và tương lai mịt mờ thì lại bị nhắc nhở không được thì thầm to nhỏ trong lúc huấn luyện. Vậy mà có một tên chán cơm nhà thèm khói nghĩa địa, âm thầm bám theo anh đến tận nơi này mà anh không biết. Đúng là phụ nữ đã không muốn biết thì thôi, chứ muốn thì cái éo gì cũng có thể biết. Thượng quan Ly thế vậy mà lại nhận ra có người đang theo dõi mên. Nhanh như thần sấm sét xoáy người cầm lấy ngọn giáo đang trên kệ, chĩa thẳng vào kẻ tình nghi. Mên lại tưởng vị cô này muốn khảo nghiệm võ công của mình, thì liền lắp bắp bảo rằng không cần thiết phải làm như thế. Ngọn giáo đâm thẳng vào bức tường phía sau, sượt qua mặt tên kia, lúc ngọn giáo đâm về phía sau bức tường thì cũng là lúc trái tim anh như tan vỡ vì sợ hãi. Không chỉ vỡ tim mà vỡ mẹ cả mật, tên kia thấy mình bị phát hiện thì liền đánh bài chuồn, trước khi bị đấm cho tịt ngòi alo. Cái cô này đúng chuẩn thiếu nữ, mà là thiếu nữ tính, chỉ mới vung tay lên hạ tay xuống mà đã khiến anh mồ hôi rơi một mảng, nhưng mồ hôi lại chỉ ướt đúng chỗ này thì hơi lạ đấy nhé.
Bây giờ là đến màn tôi hỏi anh buộc phải trả lời. Họ và tên, quê quán, năm sinh, cha mẹ, nghề nghiệp, vợ con. Không chung quy lại thì thứ cô muốn biết chỉ là thân phận của anh. Tại sao một người có hộ vệ như vậy mà vẫn bị theo dõi? Vâng, ý trên mặt chữ là tôi hỏi anh trả lời, nhưng mà anh chưa kịp lốt câu hỏi thì câu khác đã ập tới. Nhưng không sao, bổn thiếu gia đây chỉ sợ người không hỏi, những cái khác thì đều không được, chỉ có mỗi cái lai lịch lớn, còn sợ không trấn áp nổi vị cô nương bạo lực này chắc. Người ta đang dõng dạc, tự hào về cha là Dương Uyên chỉ huy sứ của Cẩm Y vệ Kinh Đô là. Ê khoan, từ từ, là đến từ Kinh Đô thật chưa? Thật rồi đấy. Chỉ huy sứ Cẩm Uy vệ là cha ta, nhưng không, hai chữ cha ta chưa kịp nói ra thì đã phải ngậm ngùi nuốt vào. Vì câu hỏi tiếp theo đây lại hỏi về một người là lượt đã hủy danh tiếng của tỷ tỷ cô ở Dương Phủ là ai không? Ôi vãi xít, thế mà tỷ tỷ của cô ta lại là Thượng quan Minh Châu, tài nữ nổi danh nhất Kinh Đô. Ôi địch mợ rồi, đã tam tai lại còn thái tuế, thế này thì chưa đến ngày thứ ba đã đi đời mẹ nó rồi. Cô ta mà biết anh chính là cái tên xấu xí xấu từng ly từng ti đó thì không chỉ một mũi giáo đâu, chắc vài trăm mũi một lượt mới đã cái nư. Hèn gì cái bản mặt ấy vừa đập vào mặt đã thấy quen quen rồi, hóa ra cái cô em dũng mãnh này thế mà lại em gái của Minh Châu. Nếu người hôm đó nguyên chủ trồng gẹo là cái cô em này thì bây giờ cũng được dỗ đầu rồi đấy. Bây giờ là lúc bộ não phát huy 1000 công lực, phải nghĩ xem như nào mới che giấu được tội danh để có thể sống sót nhỉ. À không, không phải đâu, cái tên kia bị phán đi xung quân rồi, bị phán xung quân tuyệt đối không đến Dương Châu. Chưa thấy ai kể chuyện mà mặt vã cả mồ hôi như thế, ngón tay ngọc ngà lướt qua những lưỡi dao, tiếc thật. Cái tên cặn bã bại hoại ấy thế mà lại không rơi vào tay cô, chứ roi vào thì làm trả viên sốt chua ngọt lâu rồi. Đang chìm đắm trong niềm tiếc nuối thì cô sực nhớ ra màn giới thiệu hùng hồn khi nãy của tên này có nói rằng hắn là chỉ huy sứ. Chưa kịp quay qua hỏi thì anh đã tự khai mình là tiểu thúc của chỉ huy sứ, đúng nhân khẩu ở Dương gia Hùng Vượng. Đừng thấy anh tuổi nhỏ mà khinh người, Dương chỉ huy sứ thấy anh cũng phải chào một tiếng tiểu thúc thay bối phận đấy. Nghe cái tên này tự hào về trình độ nói dối không cắn trúng lưỡi của tên này mà lão Vương suýt thì cười ha hả. Vị sư tỷ này cũng không đôi co nhiều với anh, chỉ biết có thể có quan hệ với Dương chỉ huy sứ quả thực cũng tính là quyền quý rồi, đến khi bị hỏi họ và tên thì quắn quéo cả lên. Mặc dù đã biết sống ở đời đầu phải nhảy số nhưng cái vị này đầu dưới lại nhảy số nhanh hơn đầu trên, thế cho nên là mãi không nghĩ ra cho mình được một cái tên đường hoàng. Nhưng không cần phải mệt não nghĩ nữa, nhưng không cần phải uy nghĩ nữa, lão Vương đã thay anh tự giới thiệu rồi, khi nghe đến hai chữ Dương Cửu thì vị sư tỷ kia nom cũng quen mắt quen tai. Anh thì thối mặt ra không ngờ ông già này dám chơi anh, nhưng thiếu gia à, nam tử hán đại trưởng phu đi không đổi tên ngồi không đổi họ. Sư tỷ cũng không buồn nghĩ nhiều, vì cô bận nghĩ làm sao cho mình trẻ mãi rồi, nên cứ thế cho qua, cũng không quên khoe một số thành tích kha khá mà cô đạt được trong tuổi đôi mươi. Cô là Thượng quan Ly, chức quan chánh lục phẩm bách hộ ám tự doanh cẩm vệ, bách hộ ư, quả là cực kỳ lợi hại. Khoe thì khoe những cũng không quên đánh giá con nhà người ta là công tử bột cách có võ thuật gì. Vậy thì mở mắt to ra mà xem ta đây, một thiếu nữ chỉ mới đặt chân đến tuổi 20, đã là chánh lục phẩm. Mà huyện lệnh huyện Nam Điền cũng chỉ là thất phẩm, còn kém bản quan hai phẩm cấp, một thành tích hào hùng ngút trời, may man là không ở gần chỗ ta chứ ở gần ngày bị so 80 lần quá. Thế cho nên nửa năm tiếp theo đây anh chả phải làm cái mẹ gì ngoài cắm cổ vào tập luyện, vâng tập luyện thôi cũng đủ thấy sắp hẻo rồi chứ chẳng cần gì thêm. Chỉ cần ngoan ngoãn nghe theo lời cô, công lao trong thời gian này đều sẽ là của anh hết. Cô chỉ có một yêu cầu rằng nếu như anh có thể trèo cao rồi thì không được ức hiếp, chèn ép bách tính nhân dân. Xem ra đối với bà cô này, loại chuyện bên trên nhờ lo công lao cũng không phải là lần đầu tiên, chà vị cô này thành thực đến mức người khác muốn bê bộ lòng ra vì quá đau rồi đấy. Nếu đã có lòng lo cho anh thì anh cũng không thể không hỏi han vài lời, nếu vậy cô thì sao? Không có công lao thì cô khả năng vĩnh viễn không thể về Kinh Đô. Nhưng đó là chuyện của cô, anh có lo cũng chả làm được cái éo gì, Kinh Đô vốn dĩ đã không còn chỗ đứng cho cô nữa rồi. Người ta đã bảo không cần phải lo rồi mà vẫn cứ lắm lời, nhiều câu. Nhưng thắc mắc của anh cũng chỉ là vì cô là con gái của thủ phụ, có lẽ sự lựa chọn này không đúng cho lắm. Sự tò mò chưa được giải đáp thì ăn ngay một gậy vào bụng, hộc cả máu, khiến cho anh đau quằn quại, nằm bò la lết. Quy tắc ở đây là ở bên ngoài thì gọi cô là đại tỷ, sáng mai anh có thể theo họ đi tập luyện được rồi. Anh viết đơn xin phép rằng mình từ nhỏ đã lắm bệnh, lớn lại mắc vừa sida vừa dạy gái cho nên việc luyện tập có được cân nhắc nhẹ nhàng hơn không. Nhưng đời thì vẫn là đời và còn là đồn như lời. Làm gì có chuyện anh ngồi chơi tên khác phải làm đâu. Nhận được một cái liếc thay cho câu trả lời, Mên tự bật dậy cung kính không bằng tuân chỉ.
chỉ khóc ròng với phụ thân là mau đến cứu con chứ không con sẽ tèo đời mất thôi. Không biết tấm thân yếu đuối này có chống đỡ được đến khi về hay không đây. Tên len lén theo dõi Mên hồi nãy đích thị là người của bang chủ, cái con người u mê lạc lối trong tình yêu này quả cái gì cũng dám làm. Thuộc hạ sau khi về bẩm báo rằng vị công tử ấy đến một đường khấu dưới trướng của cô. Nhưng chưa kịp làm gì đã bị đường chủ của đường khấu đó phát hiện. Nhìn vết thương trên mặt cậu ta, cô đoán không sai, à không cần đoán cũng biết đó là do thương quan đường gây nên. Thuộc hạ còn ngơ ngác vì không biết tại sao lại có thể chưa bẩm báo mà đã biết rồi. Nhưng với cỡ của hắn ta thì chỉ có thượng ly quan mới đủ sức tinh ý và nhanh nhẹn khiến anh bị thương. Cẩm y vệ bách hộ, con gái riêng của thủ phụ đương triều, thiên tài võ đạo. Hóa ra đây mới là chính là lý do mà cô ấy nhất quyết không chịu về kinh đô. Tên thuộc hạ vẫn chưa thể điều tra ra thân thế của tên công tử này, nếu đã đến đó ắt hẳn anh cũng là người của triều đình ư. Không sai, chắc cũng là con của một nhà quyền quý nào đó. Lẽ nào Càn Triều lại có được thiên mệnh như thế, thiên tài như thế, cũng thuộc về Càn Triều. Nếu thật sự là nhân tài thì ngay sau nhất định là đại địch của họ. Không biết có nên trừ khử để diệt mối nguy hại hay không. Nhưng trong ánh mắt xanh ngọc ấy luôn hướng về ánh nhìn xa xa và vẫn một mực quyết định cái ánh nhìn đó vẫn là thích hợp với cô. Cái thời học sinh còn giang dở thì cuộc đời xô đẩy vào đây, trong khi người ta đang hít đất đu xà thì anh vẫn đang ngủ chảy rãi. Và khi ngủ thì có ai biết chăng sao gì, cứ theo thói quen nhờ anh bạn chạy lên điểm danh là được rồi. Nhưng vị sư huynh trong khu tập luyện này lại không hiểu anh đang nói gì. Lão Vương đều phải chữa cháy, ông nói rằng lâu lâu thiếu gia hay phun ra mấy câu kỳ quái thế kia, nên đừng chấp, thí dụ khó hiểu quá thì cứ kệ mẹ anh đi, cho ngồi nói một mình. Cái báo thức chạy bằng cơm này có ve ve quá nhẹ nhàng, không đủ đô để túm cổ cái tên này kêu dậy. Đúng là cái gì cũng tới nơi tay thượng quan ly, lão Vương thấy vậy thì rén ngang, chỉ dám gọi hai từ đại tỷ nhỏ xíu trong họng. Nhưng một lão già cụ kỵ lại đi gọi một cô nương là đại tỷ nghe ló cứ cấn cấn làm sao. Thôi lão cứ đi tập luyện đi, phần còn lại để cô, đảm bảo sáng mai không dám dậy muộn nữa. Ngàn vạn cách gọi thì cách gọi thủ công vẫn là nhanh nhất, cứ một xô nước lạnh tạt thẳng vào mặt thì có hít heroin cũng phải tỉnh. Khi làm nước mát lạnh nhẹ nhàng ập tới trên cơ thể vào cái thời tiết lạnh sun vòi này, thì anh mới choàng tỉnh, mồm còn kêu là oai oái, ai mà dám ám toán bản thiếu gia. Cũng chẳng cần nước lạnh thấy bộ mặt của thượng quan thì cũng tỉnh con mẹ nó rồi. Lời đầu tiên giữa người với người éo phải là chào buổi sáng mà là, lăn ra ngoài tập luyện nhanh lên. Chưa kịp chuẩn bị tư thế lăn thì đã bị đấm sưng mồm, cứ hôm nào cũng gọi vậy thì cái hàm răng sớm sẽ được đổi mới. Ngày đầu tiên tập luyện, thế mà lại phải vác cái mồm sưng vù này đi, còn biết được thêm một thông tin là trong một tháng có tận 9 người rút lui. Nhưng lại rút những 4 người một lượt thế này thì hỏng hết rồi còn đâu. Có vẻ như thượng quan đã quá quen với việc này, cũng chả buồn để tâm tới, thôi kệ chúng nó đi đều là thất phu cả mà thôi. Thế mà cái nơi khỉ ho co gáy này lại là một quân doanh rồi sao? Lại còn có cả đào binh nữa cơ à, chắc do chị chủ tàn ác quá đi mà. Cũng đúng thôi, người tàn ác sẽ chẳng được sống thảnh thơi. Chuyện đào binh này không phải chuyện hiếm có, nó cứ đến như lương vậy, tháng nào cũng có, nhưng sớm hay muộn, nhiều hay ít chỉ có trời mới biết được. Anh ta thân là trường đoàn, khí thế oai phong ngút trời thế mà lại chẳng quản nổi mấy thằng nhãi ấy, vậy bằng sức mạnh nào mà cái cô thượng quan ly kia vẫn lăn lộn được thành đại lão thế? Thân nữ nhi mình hạc xương mai mà quá đẳng cấp. Hóa ra cái khó nó ở cái tầm, không dễ gì mà lên được chức vị này, cũng bao anh thâm mắt vì cô rồi đấy. Không nói lòng vòng cái chốt nằm ở đây là không phải cô ta uy quyền, cái uy quyền nó nằm ở nắm đấm của cô cơ. Hai anh đang ăn cơm mắm giúp bàn chuyện tổ quốc, thì bỗng đâu hai cục u nó nổi lên đầu. Nhìn như cái đèn báo hiệu mọc trên đầu xe cảnh sát Ý, chắc đây cũng là cái đèn cảnh báo rằng trong thời gian huấn luyện không được thì thầm to nhỏ, mà thì thầm thì phải cho thượng quan nghe ké với. Chứ không người ta tò mò là dễ bị ăn đấm lắm. Cực hình đến rồi đây, cái thời tiết 40 độ, nướng gà gà chín, luộc mì mì xôi này mà phải vác xác chạy 100 vòng, chạy trong sân viện. Đậu má, cái này chạy xong là bay hơi luôn đấy. Mên sau khi nghe con số được phán ra là 100 vòng thì dùng kiến thức toán học dưới trung bình của mình ra để tính. Xem nào, cái sân này ít nhất là 100 mét, 100 vòng thì là 10.000 mét. What the hell, người lớn nói nghiêm túc chứ đùa nhau là éo dui à nha. Ở cái thời đại này thì ngôn ngữ của anh đôi khi nó rất lạ, thượng quan chủ nghe được cái từ mét kia thì không hiểu mô tê gì sất, cứ đứng đờ ra như thế. Mên thì vẫn hùng hồn quả quyết đòi thách đấu với cô vì sự đãi ngộ không công bằng này, ngon lắm, hay lắm. Rồi đến khi bị đấm cho bầm dập về mẹ nhận không ra thì mới hết to loa nhe con. Đã ngu lại còn hay tỏ vẻ, cái mạng giữ được bao lâu đâu,
mà dám cược rằng nếu có người chạy được 100 vòng thật thì anh sẽ sẵn sàng ăn cây gậy trong tay cô. Lại chuẩn bị báo mẹ một bộ răng sứ phun hàm chất lượng cao rồi đây. Đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, tự xưng trên thông thiên văn dưới tường địa lý mà lại chưa nghe qua danh của võ giả cửu phẩm, nhiều nhất ông ta đi được tận 60 vạn dặm. Một mạch đi thẳng vào tim em luôn mà không sợ mệt. Cái thân thanh niên đang tuổi 17 bẻ gãy sừng trâu này nghe đến số 60 thì đứng tim luôn rồi. Người chứ phải thánh đâu mà sức trâu gớm vậy, đúng là đội trưởng đội ngu ngơ, chưa đến đã quên mình là người ở dị giới, có thể tu luyện. Và cái ngu nào thì cũng sẽ bị trả giá thôi, ví dụ như chạy 200 vòng chẳng hạn. Thôi rồi phen này chạy rớt cả não mất thôi, mặt trời ngày càng lên cao, Mên vẫn cố gắng miệt mài với 200 vòng quanh sân. Sau được 5 phút thì đã bỏ cuộc và lết không nổi. Cuối cùng cũng phải nhận mình là kẻ hèn và phải nhờ tới bờ vai của lão Vương để kéo cái xác khô này về. Đúng là thân trai mà chẳng đáng nên trai, khom lưng cúi gối gánh hai hạt vừng. Đã không thở nổi rồi còn than nhiều, than thêm một câu nữa là lưỡi rơi ra khỏi mồm mất. Để an ủi tâm hồn chàng trai 17 tuổi không thể chạy nổi 2 vòng này, lão Vương đành phải nói, võ phu thường bị trí giả thống trị, thiếu gia đường đường là một trí giả, không cần phải giỏi võ. Đến khúc này thì tâm hồn tan nát cũng đã lành lại đôi phần, nghe cái tỉnh luôn á má, anh thấy nói nghe cũng có lý, rõ đến đây là để lăn lộn trong bang phái. Không phải để đến huấn luyện quân sự, ta vẫn chưa đủ tuổi để làm việc này, ít nhất cũng 3 năm nữa mới bị gọi đi nhập ngũ. Sau khi sức trai được vực dậy thì liền nghĩ đến việc ăn cơm, còn mỗi anh là đứng than ngắn thở dài, còn lại thì đã chạy xong từ lâu. Từ lúc mặt trời mới lên đến khi mặt trời xuống đít rồi mà mới chỉ chạy được 9 vòng. Không biết tên này được sinh ra với mục đích gì đây không biết. Sau khi bước chân vào nơi gọi là thế giới nhà ăn, sao lại gọi là thế giới ư? Vì tập luyện một đằng mà chế độ ăn một nẻo. Tập luyện thì như kỵ binh sắp ra trận, còn ăn thì như siết chặt calo, ăn theo chế độ heo thì để giữ dáng vậy. Đúng là cơm canh đạm bạc, tiền không thiếu chủ yếu là không có nhiều tiền thôi. Đúng chuẩn một bữa 5.000 cả nhà ăn mà, bánh bao với rau xanh mà lại được đúng 2 cọng, thế này thì có heo thì quá rồi không? Bà chị này cái éo gì cũng nghiêm khắc mà đến miếng ăn cũng chả được 3 cọng rau nữa, đúng là miếng ăn là miếng tồi tàn mà. Không một ai dám lên tiếng vì bữa ăn, chỉ im lặng chấp nhận số phận của mình. Một tên trong số đó lên tiếng hỏi về việc đại tỷ không có sách lược gì để đối phó với chuyện người trong bang phái rời đi sao. Lời nói đầu môi dưa kịp dứt thì đã bị chửi xối xả vì gây mất trật tự trong bữa ăn. Châm ngôn của chị ta là ăn không nói chuyện ngủ không gây tiếng ồn. Anh thấy mình như đã rơi vào tầng cuối cùng của địa ngục rồi, ít nhất ở dưới đó còn có người cúng xôi gà cho ăn, đói thì báo mộng chứ không khắc khổ như vậy. Trời đánh tránh miếng ăn thế mà cái tên xanh xanh kia không biết luân thường đạo lý gì hết. Hóa ra tên này có thâm thù đại hận với thượng quan đại tỷ này thì phải, hóa ra tên này là Hồ Nhiên, bang chủ Tẩu Mã Bang. Có vẻ như tên này đã nhiều lần đến đây để gây lộn, khi thấy bóng dáng hắn mọi người đều đứng phát dậy đề phòng và nghi hoặc vì sự có mặt có hắn. No no, quý vị hiểu nhầm rồi, hắn không đến đây để đập phá nhà đâu, hắn chỉ đến để cà khịa đại tỷ một tí cho vui đời thôi. Nhân tiện cũng cảm ơn thượng quan đại tỷ đã bồi dưỡng cho hắn mấy trợ thủ. Thế mà hắn ta cả gan dám đào người của cô, đúng là không biết trời cao đất dày, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ đây mà. Hắn vẫn mặt dày cho rằng hắn làm gì có cái gan đó, chỉ là do đám người này ngán bánh bao nên mới đến tìm hắn thôi. À ăn mãi một món rau cũng chán nữa, bánh bao ít ra cũng nhân thịt chứ ăn chay như thế này thì chắc hao cân mất thôi. Hắn còn mỉa mai cô rằng không biết đã bao lâu rồi chưa được ăn rượu thịt nhỉ. Còn ra rẻ khuyên bảo rằng không có tiền thì đừng có ra ngoài lăn lộn, nên về nhà yên bề gia thất. Nghe đến chuyện chồng con là bà cô ế này nổi đóa lên rồi, ế y như lão sếp của chúng tôi vậy. Sau khi biết được chân tướng sự thật hắn đến đây, ai nấy đều phẫn nộ vì sự có mặt của hắn. Tên khốn này còn không phải đến để gây chuyện thì làm gì, lúc mà vị cô nương ế chồng này chuẩn bị ra tay thì lão đại của bọn này xuất hiện. Sao nào có người muốn ra tay với em của Trương Mãnh đây à, hắn là bang chủ của Sơn Hổ Bang, cao thủ ngũ phẩm trong giới tu tiên. Vậy mà bọn này lại hợp bang từ lâu mà cô không hay biết. Hóa ra mục đích của hắn là thôn tính huyện Nam Thiên Thành một bang phái. Vậy là trong danh sách đen cũng có cả phái của cô. Bọn này thật sự muốn diệt cả bang của cô ư? Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, thành một bang phái. Thật nực cười, chúng mày không sợ thanh bang sao? Chúng mày chẳng xem trời ra cái gì rồi. Hắn ta đúng là không để thanh bang vào mắt, vẫn vinh váo khiêu khích thượng quan đại tỷ, huấn luyện đến phát ngốc rồi phải không? Sóng ở đây chậm đến nỗi không biết rằng thanh bang đã di tản khỏi Dương Châu Bệ rồi ư. Vậy là từ nay bệ đỡ của các cô đã không còn nữa rồi, mà một khi thanh bang đã rời đi thì đương nhiên bọn này không thể nhắm mắt làm ngơ được. Chắc chắn rằng hắn sẽ nhảy vào để giao ai ở cái chốn này.
Những vị đệ tử sau khi biết tin này thì đều sửng sốt, hoang mang như cái lúc bà Phương Hằng bị đi tù vậy. Nhưng vẫn không một ai dám nói lớn, vì bề trên vẫn luôn coi trọng cái thượng quan này của bọn họ. Không chờ cho tới muộn với thả câu, tên xanh lá kia liền làm luôn, đánh thẳng tâm lý của mọi người. Hắn liền dụ dỗ bọn họ đi sang bang phái của mình, những cái khác thì hắn không dám đảm bảo, chí ít ăn uống và tiền mỗi tháng thì sẽ không thiếu của mọi người đâu. Đương nhiên, sau khi nhìn lại những nửa bánh bao còn trên bàn, thì ít nhiều họ cũng đã lung lay rồi. Một phần vì thế, một phần họ cũng nhìn ra rằng bang phái ở phía đối phương vẫn là mạnh hơn. Mên của chúng ta vẫn ấp ủ hy vọng được gặp đại lão bang phái, thế mà giờ đây ông ta đứng ngay trước mặt thì lại phán một câu xanh rờn, đại lão bang phái. Chẳng qua cũng chỉ là lưu manh giả danh tri thức đi đánh nhau mà thôi. Tên đại ca chưa già tóc đã trăng kìa thấy thế thì lấy làm bực mình lắm, tên nhãi này dám bảo hắn là lưu manh ư, chứ chẳng phải trộm chó còn bày đặt học thức à. Rõ ràng là côn đồ lưu manh, lại cứ ra vẻ đại ca. Nghe đến đây máu chó của hắn sôi sục lên rồi, lại còn hỏi một câu vô tri là ngươi muốn chết ư. Địch mợ, có ai mà đang yên đang lành lại muốn chết đâu, sau khi bị túm cổ thì anh chẳng sợ hãi mà lão Vương lại cảm giác như anh sắp lìa đời đến nơi. Đã đến lúc sống thật với thân phận, cũng như cứu lấy cái mạng xanh non này. Tấm lệnh bài màu đen được bày ra, gương mặt của mấy tên kia cũng đen dần, lão Vương thấy anh dám lôi thân phận thật của mình ra thì ngã ngửa. Còn mấy tên này vẫn không tin được chính hắn đã đắc tội với thiên hộ cẩm y vệ, lại còn bảo đó là giả. Đương nhiên thì cây ngay không sợ chết đứng, anh vẫn khẳng định cho bọn này cầm lấy mà test xem có diêu không. Tên xanh lá kia thấy vậy thì rén ngang, mau mồm xin lỗi và bảo hiểu nhầm tí thôi. Vậy thì không kiếm đường mà cắt đi còn gì nữa, đừng có mà qua loa linh tinh nghe con. Bọn chúng thấy thế liền rồng rắn kéo nhau về, bây giờ có lẽ đã đến lúc anh phải chấp nhận đối mặt với sự thật và số phận thôi. Hóa ra bà chị này vẫn không tin anh là thiên hộ thật, chỉ nổi đoá lên vì nghĩ rằng anh đã đi giả mạo, hừ, chân chưa qua cửa mà dám bịp con nhà người ta rồi. Anh thấy thân phận mình chưa bị bại lộ cũng thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng vẫn là biện hộ rằng đây chẳng phải để cho chúng rút lui hay sao. Đại tỷ cảm thấy mình không nuốt trôi được cục tức này, đuổi hết toàn bộ ra ngoài để thực hiện gia pháp. Sự thật đằng sau lại bất ngờ hơn nữa, vậy mà cô đã nhìn ra anh, úc nãy chỉ là giúp anh che giấu thân phận. Nhưng anh để lộ là có nguyên nhân, rõ ràng hai cái tên kia là có chuẩn bị rồi mới đến, chứ không tự nhiên rảnh hơi mà đến dọa dẫm thế được. Nhưng cô chẳng nghe vào tai một câu nào, từ đầu đến cuối vẫn là câu hỏi, anh có thật sự là thiên hộ cẩm y vệ không? Sau khi nghe được câu hỏi và chưa kiếm ra được câu trả lời, anh một mực nghĩ rằng mình sẽ bị giã cho tơi tả vì đã chót trêu gái nhà lành. Đến lúc chuẩn bị tư thế sẵn sàng để hứng đòn và không quên dặn dò đừng đánh vào mặt, thì lại nhận được một cái quỳ lạy của thượng quan. Thủ hạ bái kiến thiên hộ đại nhân, ủa alo cái bà chị này có say nắng không vậy, thế mà lại không đánh. Lại còn hỏi lần này anh đến có gì phân phó hay không nữa chứ. Mên lúc này cũng ngơ cả ra rồi, không hiểu cái quái gì đang xảy ra, cái cô đại tỷ này cũng không ốm, thế mà nói chuyện ngộ nghĩnh thật. À thế mà cái cô này lại không linh hoạt, không biết biến báo, đúng là đồ đa nhân cách mà, rõ ràng là cô ta thích hợp với quân doanh hơn, ai lại phái đi nằm vùng không biết. Được đà liền leo lên đầu người ta ngồi, nhưng cứ tranh thủ đã, biết đâu tí quay về con người thật lại bị đấm cho mẹ cũng không nhận ra con mình. Hắn ta ngồi chễm chệ trên ghế, lấy giọng như ông bà bô dạy bảo con cái, hắn còn khen xem như cô biết vị trí của mình. Nhưng có một nhược điểm, đó là quá xem thường bọn kia, bọn chúng vừa nãy không chỉ đơn giản đến xem cô ta sống sót ra sao, mà mục đích chính là để diệt môn. Phía bên hai tên này, tên đại ca vẫn còn bực mình vì nhị đệ của mình lại bị một tên tiểu tử dọa sợ. Hắn còn mời mấy cao thủ trong thành đến, nếu như nói không có gì bất ngờ thì diệt được thượng quan ly đó sao. Nhưng tên xanh lá vẫn thấy sợ hãi vì rằng lỡ đó là thiên hộ cẩm y vệ thật thì làm sao. Nhưng đại ca vẫn không tin, chắc nịch rằng cái tên kia vẫn còn hôi sữa, người hồi nào mà biết hay dậy chèn. Thôi không bàn tới, có gì xác nhận lại thân phận rồi lên kế hoạch sau. Nhưng nếu xác nhận không phải thì quyết giết không tha, đây là chuyện đương nhiên, hơn nữa không lâu nữa, thượng quan Hải Ly cũng chẳng có mấy người dùng được. Không biết tên nhị đệ này đã giở trò gì với bọn chúng. Đừng tò mò quá nhiều, cứ đứng mà xem là được. Ý trên mặt chữ và ý cuối cùng vẫn là chúng đã cho người ở bên ngoài, muốn trực tiếp tiêu diệt cô, nhưng nếu đã sở hữu võ công cao như vậy thì ắt hẳn phải cảm nhận được mới đúng chứ nhỉ. Nhưng cô lại quá chủ quan, chỉ nghĩ rằng bọn này chỉ đi theo để trấn áp, hơn nữa bang phái cũng có quy tắc, sao có thể đột nhiên như thế được. Bởi người ta mới nói, cô không thể thích hợp ở đây, chỉ lăn lộn trong bang phái ra được một chữ đen mà thôi. Nhưng cô vẫn cho rằng đó chỉ là anh suy đoán, dựa vào đâu mà có thể nói được như thế.
lời chưa xong thì có tên xông vào, báo rằng không ổn rồi, vừa mới có tin truyền đến. Thực ra Trương Mãnh đã mời rất nhiều cao thủ từ trong thành tới, nhưng lại thấy đại tỷ cùng tên kia đang bàn chuyện thì khó hiểu. Đại tỷ thấy thế liền đạp bay tên này ra ngoài, vậy là giờ đây không còn suy đoán nữa rồi, nếu như đoán không sai thì rất nhanh bọn này sẽ lại tới đây sớm thôi. Cô vẫn còn nghi ngờ về thân phận thật của anh, rõ ràng là một tên công tử ăn chơi thì không thể có kiến thức như này được, rốt cuộc anh là ai cơ chứ? Hắn là Dương Cửu, đúng thể chỉ là Dương Cửu mà thôi, tương lai hắn sẽ tạo ra một tổ chức ngầm còn lớn hơn cả Thanh Bang. Mà nơi này chính là khởi điểm của hắn, nhưng rõ ràng hắn có tiền đồ con đường dài trước mắt trong Cẩm Y về, sau còn muốn lăn lộn bang phái. Nhưng có cho cô biết, cô cũng chẳng thể nào biết được, bây giờ cứ cược mà xem. Nhưng cô lại từ chối, thân là đại nhân muốn gì cứ phó thác, không nhất thiết phải cược. Nói nghe thì hay lắm nhưng rõ ràng đó là cô không phục hắn, nhưng vẫn là nên cược một ván, không biết quý cô đây muốn giải quyết hai tên đó như thế nào. Nếu mà nói trắng ra thì hôm nay chúng dọa rồi rút lui, mai chúng sẽ quay lại. Nhưng ngày nào cũng huấn luyện như thế để làm gì chứ? Đương nhiên là để cũng dẫn các anh em huynh đệ ra trận rồi, và cô dám chắc rằng người của cô không sợ chết. Anh nghe đến đây thì bất hết cả lực, không hiểu sao cô vẫn có thể lăn lộn được trong bang phái như thế. Đã bao giờ cô tính đến chuyện nếu như đám huynh đệ bị thương thì tiền thuốc men hết bao nhiêu không? Nếu như có người chết thì phí an ủi là bao nhiêu không? Đã đến nước ăn bánh bao nhân rau xanh rồi mà vẫn không nghĩ đến những vấn đề này ư? Nếu như thật sự cô đã sống mái rồi thì phải biết những thứ này chứ nhỉ? Có phải là cô chưa từng tham gia sống mái trong bang phái đấy chứ? Sao lại làm được trước đường chủ này nhỉ? Cuối cùng cô cũng phải thú nhận rằng, lúc cô vừa đến nằm vùng, không cẩn thận đã đánh cho đường chủ ban đầu lết không nổi. Họ thấy sức mạnh của nắm đấm nên đã cho cô lên thay vị trí của hắn. Sau đó những bang phái khác cũng không dám xung đột với Thanh Bang, thêm vào đó là cứ có người đến để lập công lao. Bên trên có ý bảo vệ, mặc dù cô chưa từng sống mái nhưng cô vẫn hiểu rõ được quy trình, cô tin rằng mình có thể làm được. Nhắc đến vấn đề tiền nóng thì cô nghĩ rằng đại nhân như anh chắc chắn ra tài bạc triệu, xem có giúp được gì không. Chưa kịp nhờ thì anh đã tự nhận mình rằng trước giờ vẫn tự lực tự cường, trở thành thiên hộ cũng là nhờ vào thực lực của anh, mé thực lực của bố anh thì còn có thể chấp nhận nghe được. Cô mạo muội hỏi thực lực của anh là gì, thì đáp lại là một câu trả lời muốn đấm, đầu thai giỏi thì có tính là thực lực không nhỉ? Nhưng mà bỏ qua đi, không phải nói là đánh cược sao, trong vòng 3 ngày tới, anh có thể giải quyết hai bang phái đó. Nếu như anh làm được anh sẽ là đại lão ở đây, và cô ấy phải tâm phục khẩu phục anh, hơn nữa sau này nơi này tên là Cửu Châu Đường. Nhưng nếu như không làm được, vậy thì anh sẽ nghe toàn bộ theo cô, anh chi tiền còn cô cứ việc làm việc, không được hối hận, một lời đã định. Về phía bang chủ Thanh Bang, cô vẫn đang nghe ngóng một số chuyện, thí dụ như những chuyện mà một vị công tử nào đó đã nói là sự thật. Chưa đến nửa năm tới, họ nhất định sẽ vui mừng vì hành động ngày hôm nay. Còn về phía vị công tử kia, nếu tin tức không sai, Tỳ Dương công tử là con của Dương Uyên. Một chỉ huy sứ Cẩm Y vệ, không sai, chỉ là toàn bộ kinh đô đều biết con trai hắn là một tên ăn chơi trác táng. Giấu cũng kín thật, Dương gia quyền, khuynh triều dã. Chỉ vì có đứa con trai phế vật như này hoàng thượng mới yên tâm với Dương gia, tài hoa như này mà cộng với sự ngụy trang ẩn nhẫn nhiều năm thế mà không ai nhìn thấu. Dù có nhìn ra hình gì thì cô vẫn thấy hắn hợp với cô, nhưng đệ tử của cô khuyên rằng hắn là con trai của Dương Uyên đất. Dương Uyên đã giết chết và rời bang trước khi qua Mỹ. Chẳng phải thời gian chủ chức còn đi bò theo, hơn nữa con trai của Dương Uyên càng không phải giỏi hơn sao. Tất cả đều sắp xếp trong rồi, nào chị em ơi, lên đồ đi gặp chồng tương lai thôi nào. Một đêm khuya thanh vắng, gió trời lồng lộng, cái này mà có chén rượu đĩa mồi thì chữ tình thôi rồi đây, nhưng không người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Con cái đang vui cười hớn hở, thì cha ở nhà không biết phải dỗ mẹ làm sao, phu nhân trong nhà thì dỗi lên dỗi xuống, lại thêm Thanh Bang cũng không thành thực gì. Đúng là hành cái thân già này quá đi thôi. Cũng may còn có phó chỉ huy sư Cẩm Y vệ là Lưu Chí Cường hỗ trợ, hắn ta có một vết sẹo dài ngay bản tiền, có lẽ đây là dấu tích sự đời của hắn. Hắn quan tâm việc Thanh Bang xảy ra chuyện gì mà để cho đại nhân nhà hắn phải đau đầu. Ra là vì bây giờ Thanh Bang rời khỏi Dương Châu, bắt đầu mưu đồ đất Cửu Châu của Đại Càn rồi. Không ngờ nữ tử bang chủ này lại có thể quyết đoán đến như vậy, hiếm có một người phụ nữ nào ở độ tuổi này làm được như thế cả. Đúng thế, ông cũng cảm thấy chủ ý này do mưu sĩ của cô ta đề xuất. Để làm sáng tỏ ngọn ngành thì cứ đi ra xem thế nào, không biết mưu sĩ bên đó là ai mà lợi hại như vậy, hoặc là chiêu mộ vào Cẩm Y vệ, hoặc là giết hắn. Hắn ta lập tức tuân chỉ, cáo lui đi sắp xếp. Lại chủ mưu giết hắn rồi lại thương cho số phận đen đủi của hắn, không phải anh cũng may mắn như con trai ông, có một người ta tuyệt rời ông mặt trời như ông. Ở một nơi nọ,
có hai con người đang trao cho nhau một tình yêu nồng cháy, xung quanh ngập tràn sắc hương của hoa hồng. Anh cất tiếng nói trầm ấm, ta đối xử với ngươi luôn là ân trọng như núi, đúng chứ? Ta luôn một lòng bảo vệ ngươi, một lòng săn sóc ngươi. Đôi mắt lấp lánh ấy lóe lên một đoạn tình cảm không thể miêu tả bằng ngôn từ. Đúng thế, sau khi lão Vương nghe được lời nói ấy, nhìn được ánh mắt ấy thì rợn cả da gà da vịt. Lại còn bonus, được nếu tình cảm chúng ta đã đến bước đường này thì ta có một yêu cầu quá đáng. Thôi rồi, hai thằng đàn ông lôi nhau lên núi, nói hết lời mật ngọt rồi bây giờ lại còn yêu cầu quá đáng. Lão Vương thấy đời trai tân bị đe dọa liền tránh xa 5 mét. Mên thì hoang mang xì tay vì không hiểu cái lão già đầu này, nói vớ vẩn cái gì không biết. Và để cái vớ vẩn này tự tắt âm thanh, thì một cú đấm giáng ngay vào hệ thống loa, và rồi không chỉ hệ thống âm thanh sưng vù lên mà còn có cả hệ thống nhìn ngó nữa. Vậy mà yêu cầu quá đáng này lại là anh muốn nhờ hắn giết một người. No never, sau khi nghe thấy hai từ giết người, thì lão Vương lắc đầu bằng cả tính mạng, không được đâu, cơm tù không có món sườn xào chua ngọt đâu. Người mà anh muốn giết chính là Trương Mãnh, hắn ta đã từng giết người, cướp bóc, tay hắn đã nhuốm máu 12 mạng người. Sau khi cướp bóc thì giết cả nhà người ta bé nhất là đứa trẻ 6 tuổi, mà người như hắn không xứng đáng ở lại với cõi đời này. Nhưng việc này, liệu anh đã suy nghĩ kỹ hay chưa? Đương nhiên, trước giờ chuyện lăn lộn bang phái anh không chỉ nói suông thế thôi đâu, anh đã có chuẩn bị tất cả từ lâu rồi, ở phương diện học thức và cả tâm lý. Nhưng chỉ có một mình thân già của lão Vương, người ta lại là lão đại bang phái, khó lòng mà thực hiện được. Thôi đến nước này thì ông đánh phải về đi thôi, dù sao thân phận thiên hộ cẩm y vệ của anh cũng đã bị bại lộ rồi, nói không chừng hai tên đó đã đi lan truyền khắp nơi cũng nên. Đến lúc đó ắt cũng sẽ gây ra sự chú ý của đông xưởng, sau cùng người chết cũng là anh thôi. Lão Vương nghe đến đây, tay đã nắm thành quyền, vậy nếu như Trương Mãnh chết rồi, tên còn lại phải làm sao đây? Hãy cùng đoán xem sẽ ra sao nhé. Quả nhiên thiếu gia thích hợp với cái hoàn cảnh này hơn, đang bàn chuyện đại sự thì đại tỷ gọi Dương Cửu tới. Anh động viên lão Vương cố gắng nghĩ cách nhưng lại không quên nói móc ông là đồng chí của anh. Không ngờ đại tỷ gọi anh tới là vì một tin động trời rằng có nhiều huynh đệ đều đến Tẩu Mã Bang, nói anh giả mạo làm cẩm y vệ, có vẻ như đại họa sắp tới rồi. Đã có 5 người đi rồi, bây giờ thượng quan đường chỉ còn lại chưa đến 20 người, cứ tiếp tục như này thì ngay cả cơ hội đánh nhau cũng chả có. Tẩu Mã Bang, Hồ Nhiên, ha ha, thế mà hắn ta cũng có chút tâm cơ đấy, cũng có chút gọi là thủ đoạn. Vậy mà ý của đại tỷ lại là bắt anh chi tiền, dù có chưa đến 20 người thì cô vẫn tự tin là cô nắm phần thắng. Anh cười nửa mồm cá cược với cô rằng nếu cô xuất binh thì chưa đến 10 người đi theo cô đâu. Trước giờ chưa từng sống mái thì đương nhiên sẽ có người thích kiểu ẩn giật như này, cũng không thể trách họ được, chỗ người vừa mệt vừa ăn không no, chỉ có ưu điểm là không cần liều mạng. Nếu muốn biết kết quả chỉ cần 3 ngày thôi, tất cả sau đó sẽ tự có kết quả. Nhưng cô vẫn không tin rằng người cô dạy lại nhát chết như thế được. Vậy thì đúng lúc có thể tiến hành tối ưu hóa thành viên rồi, cô có thể ra ngoài chuẩn bị cho cuộc sống mái 3 ngày sau. Nhiều thành viên rời đi cũng không sao cả, dù gì sau đó thì cũng chẳng cần loại người như thế. Chờ cô chuẩn bị xong, anh với cô sẽ đến Dương Châu một chuyến, đương nhiên nếu như cô vẫn còn muốn. Và chắc chắn là cô chẳng còn tâm trạng để mà đi nữa rồi. Quyết định cho tên lão Lưu đó đi theo anh. Ha, tối này sợ rằng lão Lưu sẽ bận lắm đây. Đoàn đệ tử sau khi biết được sắp có cuộc sống mái, ai nấy cũng dần nhụt chí. Có người cho rằng nơi này mặc dù hơi mệt nhưng không cần liều mạng mới vào. Hơn nữa người ta có mấy người, ta được mấy người mà dám đấu chứ. Đại tỷ buộc phải đích thân mình ra trấn an. Các vị không phải sợ chúng ta huấn luyện là vì hai bang phái giá áo túi cơm đó. Tuyệt đối không phải là đối thủ của chúng ta. Nếu đại tỷ đã nói thế thì chúng tôi đồng lòng giết hắn. Sau khi kết thúc cuộc tập hợp, đại tỷ hướng mắt về phía bóng cây. Nhìn đi không phải ai cũng là tên nhát chết. Nhưng đúng là tuổi trẻ chưa trải sự đời, đại tỷ ngây thơ quá rồi, cũng tốt, bây giờ nhân lúc ngươi vẫn còn tâm tình thì hãy theo anh đến Dương Châu một chuyến. Được thôi, nếu ngươi có lòng thì đương nhiên cô cũng sẽ có nước chấm, đi thì đi, sợ gì. Nhưng phải đi sớm về sớm, cô còn phải sắp xếp chiến thuật. Không cần phải quay về, nếu cô đi thì chắc tụi này cũng chuồn hết thôi, cô không hiểu cái tên nhóc này là có ý gì, nhưng anh vẫn nhất quyết không trả lời, đúng là mặt đẹp mà hạn hẹp tư duy. Dương Châu hoa lệ, hoa của người giàu, lệ đổ trong tim. Nếu đã đến Dương Châu rồi thì không thể đến vô ích được, phải nhập gia tùy tục, ít nhất cũng phải thử hết hồ lô full topping cái đã. Mặc dù bản mặt có vẻ chế giễu nhưng cái miệng vẫn nhai, rốt cuộc anh đến Dương Châu để làm gì chứ? Qua cái miệng của anh thì đến Dương Châu chắc chắn là để lượn thanh lâu, lắc xúc sắc, đương nhiên là đã cất công đến đây rồi thì phải ăn chơi cho đã mới đúng chứ. Không lẽ cô chưa từng đến đây ư? À há,
Lượn Thanh Lâu mà còn dám dẫn cô đi, nhưng từ từ đã nào em ơi, hắn ta Lượn Thanh Lâu không giống như người thường đâu. Đương nhiên Lượn Thanh Lâu là vì tiền rồi, sống mái cần tiền, nuôi người cùng cần tiền, chiêu mộ cũng cần tiền. Nói trắng ra thì điều quan trọng nhất trong quản lý không phải là nghĩa khí mà là tiền. Đến lúc cô không cần lo lắng cho những thứ cơ bản như tiền, thì nghĩa khí mới là quan trọng. Mức sống bây giờ thấp như thế, ai mà còn nói nghĩa khí chứ? Đúng, lương mà thấp thì chẳng ai còn nhắc đến đam mê cả. Nhưng muốn kiếm tiền sao lại đến Thanh Lâu cơ chứ? Đương nhiên là chuẩn bị mở một Thanh Lâu rồi, kiếm tiền ấy mà, chẳng phải là Thanh Lâu với sòng bạc sao. Nhưng không chỉ có hai loại này mới kiếm được tiền, chúng ta cũng có thể mở bưu cục, gây dựng đoàn ngựa thổ. Hãy nhìn Tào Bang mà xem, họ vận chuyển hàng hóa bằng tiền cũng kiếm được tiền mà. Sau khi nghe phát ngôn của cái cô Tiểu Ly này, anh chắc chắn một điều rằng cô ta đúng là hơi kém trong nhận thức về phương diện này đấy. Thực ra rất đơn giản, so với Thanh Lâu và sòng bạc thì tất cả các sản nghiệp đều có vốn đầu tư cao và thu về lợi nhuận chậm. Mà hai loại hình ngư long hỗn tạp này, người khác không dễ làm được, chỉ có Thanh Bang là thích hợp nhất. Vừa đến cửa đã có một cô em đầy đặn tròn trịa ra tiếp đón tận chân, thế mà lại nhận cái cô kia thành nam nhân, bộ không thấy cặp ly oa của người ta xịn thế à? Lại còn bảo công tử dẫn nữ tử đến chỗ của bà ta, nom cũng tình cảm phết đấy, anh này cũng hào sảng, cầm hết mấy bảng chi phiếu để gọi hết nữ nhân ở đây, chơi bời một trận cho đã. Cô sau khi nhìn thấy mấy tấm chi phiếu đó, liền chẳng cần đến liêm sỉ nữa, xin hẳn về để cho thượng quan đường phát triển. Nhưng đây tiền anh có tư cách gì để quản chứ, nhưng cô vẫn mặc kệ, anh lãng phí tiền là lãng phí tiền. Bà cô này thấy thế vẫn khuyên anh nên về đi, nếu như là tiền nuôi cả nhà thì công tử cứ về đi. Quy tắc của Thanh Bang, không kiếm tiền cứu mạng, không kiếm tiền nuôi nhà, mong anh đừng tham lam vui vẻ nhất thời. Thật là thú vị, thế mà anh lại xem thường Thanh Bang rồi. Có điều cô này không phải phu nhân của anh, chỉ là nha hoàn thôi, và lại bổn công tử đây không thiếu gì tiền. Cái tên này có lẽ ngứa ra khi mà dám bảo cô là nha hoàn của anh rồi. Nếu đã thế thì nhanh vào trong thưởng thức thanh quan nhân hàng đầu của Đăng Thiên Lâu ở đây, bán nghệ không bán thân. Trà thú dị đây, chơi thế nào nào, xem múa thì có hai loại, một là phú thương có 300 lượng có thể lên lầu, hai là so tài hoa, một bài thơ có thể khiến thanh quân nhân xúc động thì cũng có thể lên lầu. Đại tỷ đứng bên cạnh nghe thấy thế thì liền ngạc nhiên, ôi má ôi, 300 lượng, sao không cướp luôn đi, không đúng còn nhanh hơn cả cướp. Tóm lại, người bất tài hoặc không có tiền đều không thể lên xem quan thanh nhân rồi. Không có tiền và bất tài, chính là nói đến ở đây. Đúng lúc, bổn công tử trước giờ không dựa dẫm vào nhà, trước giờ chỉ dựa vào thực lực của bản thân. Sau khi vào đến Thanh Quan Lâu, nơi này quả thật đẹp đến diễm lệ, cô không tin rằng anh thật sự nghiêm túc. Nhưng nếu không nghiêm túc thì sao? Chẳng lẽ anh đang pha trò à? Cô còn tưởng rằng anh không tiếc tiền đấy, như này thì hay là anh vẫn nên tiêu tiền rồi lên thì thiết thực hơn. Này này, cái cô kia đang coi thường anh đấy à? À thì ra anh quyết định vào đây ngâm thơ nên mới có tình huống thế này xảy ra. Nếu không tin nhau thì cứ cược đi, nhưng cược thế nào mới được? Nếu như anh lên được Hoa Lâu bằng tài hoa của mình thì cô phải làm nha hoàn cho anh, nhưng nếu như không lên được thì 3.000 lượng sẽ đưa cô làm ngân sách phát triển bang phái. Sau khi nghe con số lên tới 3.000 lượng, cô chốt đơn không cần suy nghĩ. Anh bắt đầu mài nghiên, nghiền mực, ngậm bút, vò đầu bứt tai, có lẽ đây là quá trình để chuẩn bị cho một bài ngâm. Đấy xưng phong cho hăng vào rồi lại không biết luật rừng, phải vác mặt mo đi hỏi, thơ mệnh đề, lấy tương tư làm chủ đề sáng tác. Được Yên Nhi cô nương chọn thì sẽ được lên lầu, hỏi thăm vài vị huynh đệ thì đều thấy chưa ai làm được cái gì cả. Chung quy rằng họ đều không có sở trường với chủ đề đằm thắm này, bây giờ vẫn chưa có ai lên được. Đấy đại nhân thấy chưa, chưa có ai lên cả, thôi thì không cần 3.000 đâu, 1.000 thôi cũng được rồi, về thanh toán tiền cược đi thôi. Để bịt cái mồm nói lắm đó lại, anh quyết định sử dụng biện pháp lấp đầy tiền vào và chuẩn bị căng mắt lên nhìn anh trổ tài đây. Chỉ với vài đường mà anh có thể họa nên một bức vẽ, anh bảo cô hãy đưa cho đám tầm thường kia xem đi, không biết là tên này có đạo nhái văn của Lỗ Tấn không đây. Một bài thơ tình tứ tuyệt ra đời, sau khi đọc bài thơ lên, ai nấy đều trầm trồ và không biết danh tính thật của anh là ai. Sao anh lại có tài hoa như thế, cô ta vẫn không tin đây là thơ của anh, nếu đã không tin thì cho thêm một bài nữa. Lần này không chỉ các hảo hán bốn miền ngưỡng mộ, mà còn có cả các vị cô nương, ai nấy cũng đều si mê vần thơ này. Đại tỷ thấy thế thì bất lực, văn thơ như thế, không biết hắn thực chất là ai nhỉ, là ai cũng thế thôi, mất 3.000 lượng bạc rồi còn đâu. Phía bên này, Hình Đông, trưởng môn Thanh Phong kiếm phái không ngờ rằng Đăng Thiên Lâu của Thanh Bang thật sự có thể hấp dẫn rồng phượng, tài tử như này cũng chẳng muốn rời xa. Nhưng Âu Dương Hạ con trai của tri phủ Dương Châu lại cho rằng chỉ là một kẻ tiểu tốt đi lòe thiên hạ thôi.
đương nhiên là không thể so tài được với Âu Dương công tử đây rồi. Thanh Phong kiếm phái muốn đứng vững ở Dương Châu thì cũng cần phải dựa vào Âu Dương huynh. Thanh Bang vừa đi, hắn không phải là người đầu tiên cầu xin anh, cũng không phải là người khiến anh động lòng nhất. Sau khi Thanh Bang tiến vào Võ Châu, chen chúc với không ít môn phái giang hồ, vị này thật sự không còn cách nào. Nhưng Âu Dương lại nguyện ý cho ông một cơ hội nữa. Và đương nhiên, không ai cho không ai cái gì, muốn đứng lên vị trí cao nhất định phải đánh đổi. Và cái mà hắn ta muốn là cô gái đẹp nhất cái thanh lâu này. Hắn ta có sở thích nữ tử yếu ớt chả có gì thú vị, cô ta như thế mới có cảm giác chinh phục. Phía bên Liễu Nhiên Nhi, cô sau khi đọc thơ đã động lòng, lại còn gì mà duyên trời đã định, còn nha hoàn của cô chỉ một mực hê lên chê xuống cái nét chữ. Cô ta vẫn bênh vực rằng đương nhiên là không có ai hoàn hảo cả, chữ như này mới chứng tỏ là công tử người phàm, chứ không phải là tiên nhân mà nô gia đợi không được. Có điều tương tư mà công tử viết lại không dành cho nô gia, lẽ nào đã có người trong lòng ư? Nhưng cô lựa chọn công tử làm phu quân, không phải là vì năng lực và thân phận của hắn sao? Những thứ này có quan trọng với cô không? Đúng thế thật, cô vẫn là không nên có tình cảm yêu đương. Không sao, cứ đi gặp công tử cái đã, chỉ hy vọng rằng công tử chính trực có thể khiến bang chủ động lòng. Dù gì thì gánh nặng của bang chủ quá lớn, sau khi thấy hai từ chính trực đang ngồi với vô số cô em, lại còn hứa hẹn làm thơ cho họ. Đại tỷ nhận ra được rằng những bài thơ này là do hắn sao chép, đúng là một tên háo sắc đáng chết. Thế mà thấy cảnh này xong, cái cô nha hoàn kia một mực muốn chém bay đầu hắn, nhưng bang chủ ngăn lại vì cảm thấy không nên chỉ nhìn vẻ ngoài của sự việc. Hãy nhìn những người này chính trực nhưng tay đặt ở đâu, ánh mắt đặt ở đâu thì không một ai biết. Ta nhổ vào, đều là một đám mặt người dạ thú. Nhưng hãy nhìn công tử đi, nhìn thì ngả ngớn nhưng thực ra không hề có thứ gì làm trái quy tắc, nói không chừng giả vờ cũng nên ấy. À cái cô này thật là cứng miệng mà, cô bước xuống, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào cô. Không phải Yên Nhi cô nương sẽ chỉ ở trên lưu ly đài cao nhất sao? Đúng thế, nghe nói năm vương gia thất đến cũng không thể làm cho Yên Nhi xuống lầu. Hôm nay rốt cuộc là ai có thể khiến cho cô đích thân chào đón vậy chứ? Tên Âu Dương Hạ này cũng mau mồm lắm, chào nhanh và luôn. Còn không quên giới thiệu gia phụ là Chi Phủ Dương Châu, không biết có thể mời Yên Nhi một chén không? Ngay từ đầu Yên Nhi chỉ tìm hình bóng người đã viết bài thơ ấy. Thế mà cô lại tới thẳng chỗ của anh để bái kiến, chắc đây là Yên Nhi rồi nhỉ? Tiêu Sinh Dương xin chào. Chữ xấu không nhận lại còn đổ lỗi cho nha hoàn, lại bảo rằng do cô ta bẩm sinh lười biếng, không cầu tiền nên mới thế. Sau khi cảm thấy đại tỷ sắp bầm nhỏ mình đến nơi rồi thì anh mới tự giác im mỏ lại. Âu Dương kia thấy thế thì cay lắm, cha hỏi tú bà sao lại có tên tiểu tử này, lai lịch của hắn là gì? Không biết Yên Nhi là nữ nhân mà hắn yêu thích sao? Hắn dặn dò lão già đến lúc bắt người thì phế luôn cả tên này cho hắn. Tài hoa như này, bảo phế là phế ư? Nhưng ở cái Châu Dương này, thân phận của hắn là cao nhất. Còn phía Mên vẫn mạo gan đòi hỏi nếu làm thêm một bài nữa cho Yên Nhi cô nương thì có phần thưởng gì không. Vậy mà cô lại phá cách rằng anh có thể qua đêm ở phòng cô. Nha hoàn nghe được điều này liền không thể tin được vào mắt mình, tai mình và hệ thống lốt của mình. Tú bà cũng lấy làm lạ vì Yên Nhi bắt đầu tiếp khách từ lúc nào vậy. Bọn người ở đây đang loạn hết cả lên thì anh lại tự cảm thấy mình quá đẹp trai và khiến cho tỷ nữ nhìn u mê đắm đuối. Được thôi. Thế thì anh sẽ phát huy hết công lực, nhưng đã bị tên kia ngăn chặn lại, dựa vào đâu mà chỉ với một bài thơ có thể khiến hắn được Yên Nhi cô nương coi trọng chứ? Có người muốn đấu thơ với hắn, nhưng nếu như Yên Nhi trêu chọc thì làm sao có thể qua quýt như vậy? Nếu đã như thế rồi, nô gia ngưỡng mộ nhất là những người tài hoa anh tuấn, các vị nô gia có thể đấu văn thơ lựa chọn ra. Người đứng đầu, nô gia nguyện ý bán thân có kèm theo khế ước, làm nô tài cho người đó. Nha hoàn không tin được lời cô phát ra. Nếu như Yên Nhi cô nương đã chọn chồng, hãy nên để cho tài tử của toàn thành tham gia. Mên cũng xen vào cho rằng đó là đúng, không biết công tử thấy thế nào. Thế mà anh lại giật bản khế ước trên tay cô, mọi người cho rằng hắn ăn cướp quá trắng trợn. Bổn thiếu gia không phải đang cướp mà là đang lấy phần thưởng của bổn thiếu gia. Công tử có ý gì chứ, vần thơ vẫn chưa bắt đầu mà đã rời đi sao? Nhưng tên kia thì lại muốn đấm cho cái vị công tử này mấy phát vì thấy hắn ngông cuồng quá rồi. Khi cú đấm sắp giáng vào bản mặt ăn tiền đấy, thì ngay lập tức anh tức cảnh si tình, làm luôn một bài thơ trước khi không thể giữ được hai chiếc răng cửa nữa. Trước mặt tưởng là hoa, áo ngỡ mây, hiên xương phô phất gió xuân bay. Nếu không gặp gỡ trên quần ngọc, dưới nguyệt giao đài sẽ gặp ai? Từng ký ức của bang chủ như theo vần thơ của Dương Cửu ùa về, hình ảnh thổi còn thơ đến khi là một thiếu nữ đôi mươi. Sau khi nhận ra được ý trên mặt chữ, cô cũng rơi lệ vì vần thơ hào nhoáng mà đầy xúc động ấy. Cô cảm động đến gớt nước mắt, thấy bang chủ khóc rồi, ai nấy đều lo lắng,
nhưng bài thơ này tuyệt quá. Bài thơ này sẽ lưu truyền muôn đời, tên của Yên Nhi cũng sẽ lưu danh thiên cổ. Giai thoại đương thời, đây chắc hẳn là một giai thoại đương thời rồi. Bao nhiêu tài tử đều cầu mong lưu danh thiên cổ, bây giờ lại bị một nữ tử Thanh Lâu làm được rồi. Anh còn ra vẻ kiêu căng rằng mình chỉ có bài thơ này thôi, các vị tiếp tục đấu thơ đi, nếu như có thể thắng được bài thơ này thì hãng đến tìm anh. Còn bây giờ Yên Nhi cô nương, hãy thu dọn đồ đi, mai anh sẽ đến đón nàng rìa rinh. Anh cho gọi vị đại tỷ kia về thôi, khuya rồi. Còn phía bên cô này thì chắc mẩm rằng nếu mình không thể gả được cho hắn thì uổng thân nữ tử quá rồi. Sau khi về, cái cô đại tỷ kia vẫn chưa từ bỏ thắc mắc thơ này anh có đạo nhái hay không. Anh chắc 100% rằng đây là thơ anh làm. Sao cô cũng muốn được làm một bài thơ ư? Cô nghe thấy thế thì ra vẻ ngại ngùng, hình như không tốt lắm nhỉ, mà cũng không tốt thật. Dù sao cô cũng là nha hoàn cơ mà, làm sao có thể được làm thơ chứ? Nghe đến đây thì muốn đấm người rồi, này cái đồ Dương Cửu kia, giới hạn cũng có mức độ thôi nhé, đừng có mà quá đáng quá. Và đương nhiên hắn không thể tránh khỏi mấy cú đấm kia rồi. Hóa ra mục đích hắn đến đây là để có được tấm giấy kia. Đang rêu rao là mình có được hoa khôi ư? Không hề, buôn bán giữa các bang phái chẳng qua là Thanh Lâu và Sòng Bài, đương nhiên là đến phá hoại cơ sở rồi, nếu không thì đi tiếp khách à? Thì ra là thế, nhưng Yên Nhi là thanh quan nhân, ngươi mở Thanh Lâu có phải là muốn cô ấy? Không hề có chuyện đó, võ lực của bang phái trước giờ đều là chinh phục cường địch, chứ không phải là cá lớn nuốt cá bé. Anh mở Thanh Lâu cũng được, Sòng Bạc cũng được, tuyệt đối sẽ không cưỡng ép bất cứ ai. Anh cười đẹp như ánh trăng, hóa ra đây là vẻ đẹp của tri thức nhề, đang vui vẻ dưới trăng thanh, thì có một tên lao tới đánh lén, may mà cô phát hiện kịp thời. Nếu không tránh kịp thì suýt chút nữa là hói đầu như tác giả rồi. Sau khi nghe cô gọi tên này là đại nhân thì hắn lấy làm ngạc nhiên lắm, thế mà là quan ư. Không biết tên này là do ai phái đến, sao cả gan dám làm như vậy. Đây là hiệu ứng quái quỷ gì thế này, thuộc tính chân khí thôi, không phải ngạc nhiên đến thế. Có điều vậy mà lại là cao thủ tam phẩm, lại nhằm vào anh ư. Không, đây chỉ mới là võ giả ngũ phẩm mà thôi, cho dù quan cũng không phải là quyền cao chức trọng gì. Trước sau cũng phải chết, tam phẩm ngũ phẩm cái éo gì chứ. Anh còn tưởng rằng là danh hiệu chứ, hay là chia cấp bậc đây? Ngay cả cấp bậc võ giả mà cũng không biết, xem ra chắc cũng là đang cố làm ra vẻ huyền bí rồi, hắn dụ dỗ cô đi theo hắn. Chênh lệch hai phẩm cấp một mình cô không thắng nổi đâu, mà hắn cũng không muốn làm hại đến cô. Ủa gì dậy má, hóa ra tên này không phải là đến để tìm anh, hiển nhiên rồi, là phiền phức của cô ta đấy chứ. Cô không hiểu hắn là thần thánh phương nào mà lại muốn tìm đến cô, hắn có mục đích gì? Hóa ra là có một nhân vật lớn thấy cô vừa mắt rồi, đến là để tặng phú quý cho cô ấy mà. Anh thấy thế thì liền khen, ai mà có mắt nhìn tốt đấy, cao thủ huynh à. Thực ra anh này và vị cô nương này không quen biết gì, nhưng nếu ngài có sắp xếp gì thì cũng không làm phiền nữa. Thế mà tên này lại bắt phải để lại một cánh tay trước khi đi, đây có gọi là ức hiếp người quá đáng không? Đúng là nói sống dưới váy đàn bà quả không sai, người thì trốn chui trốn lủi sau tà áo phụ nữ mà mồm vẫn dám hô hoán xem ai dám bắt nạt thượng quan cô nương. Lại còn bảo hôm nay chúng ta đồng sinh cộng tử mới chết chứ, mé lúc nãy người ta sắp bị bắt đi thì còn đứng ủng hộ, vậy mà giờ lại theo phe nhau là sao dậy? Được thôi, nếu như người đã muốn bảo vệ hắn đến thế, thì không thể không ra tay rồi, nào tránh ra mau lên, cô đạp bay cái tên này đi chỗ khác. Một mình xông lên để cho tên kia biết thế nào là lễ độ, một màn ẩu đả diễn ra kịch liệt, ánh sáng xanh đỏ lóe lên từng hồi, y như là cấp cụt giật giật hai ảnh. Anh ta thấy thế thì biết sợ rồi, nhưng cô lại thấy võ công của hắn thật màu mè, dù sao cũng tam phẩm rồi, sao có thể tầm thường như vậy chứ. Cô liền đứng lên cho hắn một quyền, khiến hắn trở tay không kịp mà bay ra xa 80 mét. Anh thấy thế thì liền tò mò, ửa chứ nãy nói là chênh lệch hai phẩm, thế mà cô này lại hơn hắn những hai phẩm cơ à, không đơn giản là thế. Con đường võ học là đại đạo chí giản, chẳng qua chỉ là ba quyền, một quyền phá chiêu, một quyền phá phòng ngự, một quyền phá địch. Hắn ta hỏi cô rốt cuộc là ai, nhưng có nhầm không vậy, bây giờ cô mạnh hắn yếu, vì thế cô hỏi hắn đáp mới đúng chứ, hắn là ai phái hắn đến đây. Hắn ta thấy thế liền tháo chạy, xem như hôm nay đen đủi vậy, có điều bên phía mình lại may. Bây giờ thì cô mới nhận ra một điều là cái tên này không biết phẩm cấp võ giả, làm sao có thể làm được thiên hộ. Không phải là thân thích của chỉ huy sứ sao, ông ấy không chỉ cho mà biết à. Anh lại không nghĩ rằng hình ảnh người cha ngày ngày bê chậu nước của mình lại biết võ công đấy. Cha anh, luận võ lực xếp thứ 6 trong thiên hạ ư? Cái gì mà cha anh chứ? Ôi trời đất ơi, thật sự không thể tin nổi mà. Cái ông già cuộc đời gắn liền với chậu nước thế mà lại xếp thứ 6 trong thiên hạ.
cái này thì anh nên tự đi tìm hiểu đi, đáng tiếc là không bắt được tên đó thôi, không biết là ai đang nhầm vào họ thế nhỉ? Nếu đã không biết thân phận của cô và anh mà lại đến gây phiền phức cho họ, chắc chắn tên đó không vừa mắt anh chơi trội ở Đăng Thiên Lâu vừa rồi là cái chắc. Lòng dạ hẹp hòi, có thủ tất báo, mà lại có quyền cao chức trọng có thể sai khiến cao thủ tam phẩm. Không có nhiều người phù hợp với điều kiện này, muốn tìm thì chắc chắn có thể tìm được. Không lẽ là con trai của Tri Dương Châu, Âu Dương Hạ ư? Nếu như xét với điều kiện thì chắc chỉ có hắn, nếu sự thật là hắn thì có thể phiền phức rồi. Dù cho là phiền phức thì cũng là phiền sau khi anh giải quyết Trương Mãnh và Hồ Nhiên, bây giờ cứ về đánh một giấc đã rồi tính sau, dù gì ngủ vẫn là sướng nhất. Sau khi về đến nơi, thấy nhà lộn xộn, đồ đạc lăn lóc đầy đất, Thượng quan Lý không hiểu có chuyện gì đã xảy ra ở nơi này. Thế mà bọn Trương Mãnh lại không giữ lời hứa, lại đột nhiên đến đây đột kích, bọn này đúng là có gan nói mà không có gan làm. Dám đập Thượng quan Đường của cô, chắc chắn tụi này sẽ phải trả một cái giá thật đắt rồi. Nhưng đại tỷ à, có lẽ không như cô nghĩ đâu, đúng là không như cô nghĩ thật. Bỗng nhiên hai tên đệ tử này quỳ xuống xin lỗi. Tự nhận tội của mình rằng quản lý không tốt các huynh đệ, những người khác nhân lúc cô không ở đây, đã chuyển nhượng hết những thứ đáng giá của Thượng quan Đường đi luôn rồi. Có đám thì trực tiếp chạy đến các bang phái khác, có đám lại chạy về quê mất rồi. Hóa ra những tên này vong ân bội nghĩa thật sự, quanh năm ăn của cô, ở chỗ cô, sống dựa vào hơi cô, thế mà lúc cô cần chúng nhất lại trở mặt mà chạy đi. Cô không thể chấp nhận được sự thật này, tuyệt vọng lẫn đau khổ mà rời đi. Hai tên này thấy thế thì lo lắng cho tâm trạng ảnh hưởng sức khỏe của cô. Nhưng đã đến lúc bật chế độ ga lăng rồi, anh bảo cứ việc dọn dẹp, đại tỷ cứ để anh. Đúng là lòng đã nặng trời lại còn đổ mưa, những lúc thế này mà có thêm vài bài của Mr. Shizuo thì đúng là thất tình cũng phải gọi bằng cụ. Cô nằm trong chăn ấm ức mà bật khóc, anh đứng ngoài cửa thấy vậy thì cũng đau lòng dùng, bèn cất tiếng lên hỏi thăm, nhưng lại nhận được ba từ, cút ra ngoài. Anh thấy vậy thì liền lên giọng hỏi, Thượng quan Bách Hộ, Cẩm Y Vệ là gì? Dưới tấm chăn ấy là một khuôn mặt giàn giụa nước mắt, nhưng vẫn trả lời trong tiếng nấc chèn vào, Trung Quân, Thượng Vĩ, Thiện Mưu, Trừng Trị Gian Tà, Bảo Vệ Giang Sơn. Anh thấy cô như tan nát cõi lòng đến nơi thì vươn tay ra lau nước mắt, thôi rồi cái này mà để cô kia thấy thì đúng mất ăn mất ngủ ba ngày đấy. Và đương nhiên cô nói không sai. Nhưng cô phải biết rằng cô là Thượng quan Ly, chứ không phải là nữ nhân mềm yếu. Cô phải trang bị cho đôi cánh của mình thật cứng và hệ thống nước mắt chỉ rơi đúng lúc đúng người thôi. Những lời anh nói, cô đều biết, nhưng nhiều năm như thế rồi, vốn tưởng rằng đồng sinh cộng tử, mà giờ đây đến lúc khó khăn nhất lại rời bỏ nhau như thế. Nhưng Tiểu Ly à, cô chỉ coi trọng chữ nghĩa mà lại quên chữ lợi đặt trước, tập hợp vì nghĩa, 108 người thủ Bạc Lương Sơn, nhưng sau cùng vẫn có ý đồ riêng, chưa đến 10 năm đã chia năm xẻ bảy. Tập hợp vì lợi lại như Đại Càn Quốc tập hợp được vạn vạn người, mà 300 năm vẫn trụ vững. Lại nói bang phái không vinh quang bằng binh sĩ, không làm rạng rỡ tổ tông như cử nhân, thậm chí còn bị người khác khinh bỉ. Không có lợi ích như thế thì người ta lăn lộn với cô để làm gì, chỉ dựa vào một chữ nghĩa thôi sao? Cô không hiểu, một người tài hoa như anh, có tầm nhìn như anh, Dương Cửu không phải là một tên công tử lụa là sống ở đô thành thôi sao? Không hẳn, anh bây giờ chỉ là anh, nhưng mai sau, anh sẽ đưa cái tên này lên một tầm cao mới, vang dội khắp Đại Càn, thậm chí là toàn bộ cả thế giới này. Ai rồi cũng khác, không khờ thì ác, đúng thế anh đã khác xưa rồi, khác rất nhiều. Nghiêm túc chưa được mấy giây thì anh chưa gì đã gạ cô theo anh lăn lộn đi, bảo đảm danh lợi đều đủ cả. Đáng tiếc bây giờ chỉ còn lại hai người, Trương Mãnh và Hồ Nhiên cộng lại, cũng phải hơn trăm người. Thượng quan Đường cũng chẳng tồn tại được bao lâu nữa rồi. Nhưng Tiểu Ly à, cô còn nhớ ván cược lần đầu của hai người hay không? Không lẽ trong ba ngày anh có thể diệt Sơn Hổ Bang và Tẩu Mã Bang ư? Không sai, nếu như anh làm được thì sau này anh sẽ là lão đại. Nhưng anh không điều động sức mạnh của Cẩm Y Vệ sao? Sao có thể chứ? Mấy tên đến đây rồi còn dùng sức mạnh của gia tộc sao? Vậy thì anh đã làm được gì? Đương nhiên là phải giữ một cái đầu lạnh đã, bây giờ cũng đánh nhau rồi. Và đúng thật, một trận chiến hỗn loạn đang xảy ra trốn cung tối tăm ấy. Một tên hói nửa đầu cùng cái mắt chột đang quát tháo, gọi hồn tên Hồ Nhiên kia lên. Hóa ra tên Hồ Nhiên kia đã giết đại ca của hắn, hắn bây giờ muốn đến đây là để tính sổ. Thế mà tên Hồ Nhiên kia bảo hiểu nhầm là hiểu nhầm. Dù sao chỗ hai bọn họ cũng là huynh đệ kết bái, sao có thể hạ thủ với đại ca của hắn được. Thế mà lại có một tên đứng từ xa hét lớn, lão đại, chúng ta đều đã nhận người của Thượng quan Đường hết rồi, diệt luôn cả Sơn Bang cũng chả có vấn đề gì. Chưa kịp biết danh tính thật của cái tên mất dạy kia thì lại nhận được vô số gạch đá từ hội trụy em bạn gì của tên tóc trắng hói nửa đầu. Phải giết được tên này, nhất định phải giết được.
Nếu diệt được chúng thì huyện Nam Điền sẽ nằm trong tay bọn kia hết, phải làm được, vì cái danh xưng bá Nam Điền. Và dưới cơn mưa tầm tã ấy, một bên chiến tranh, một bên đứng nhìn thành tựu mà không uổng công mình dày công suy nghĩ cho bạc cả đầu. Không sai, đây chính là phương thức của anh, trai cò đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Vậy là anh đã giết Trương Mãnh rồi, và có lúc khi người ta mất đi, người ta mới nhận ra rằng không có thì cũng chả tiếc là bao. Nhưng ngược lại với sự bình thản của anh, thì phảng phất ánh mắt như cuộn trào sóng biển của cô. Không phải chuyện giết người là rất bình thường trong bang phái sao? Khi đang dẫn cô đi mở mang tầm mắt thì một chàng trai tươi trẻ quay về, anh không nhận ra còn tưởng là thích khách, hóa ra là lão Lưu. Chỉ là ông ta quên mất bỏ lớp dung dịch thôi, ôi cái này có thật ngoài đời không nhỉ, ta sẵn sàng bỏ 2 tháng lương để mua cho sếp nửa thùng, sếp về đi tán gái. Sau khi trở về với bản chất thật của mình, chưa kịp vui mừng khoe chiến tích thì đã bị đại thiếu gia dội một gáo nước lại vào tim. Chợt lão Lưu gục ngã, lão Lưu đau đớn, vừa này mới hết có cảm xúc thế mà giờ đại ca lại chê cái dung nhan của mình, bảo hãy sống thật với bản thân. Hóa ra ông là người vừa nãy đã hét lên khiến cho hiểu nhầm chồng hiểu nhầm. Chỉ một câu nói mà khiến cho 100 người đầu rơi máu chảy vì ông, quả không hổ là lão Lưu, 1000 điểm. Mặc dù anh đã lên kế hoạch rất tỉ mỉ và tỷ lệ fail thấp, nhưng cô vẫn cảm thấy rằng bản thân không thể làm được ngư ông, cho dù sống mái xong thì cũng còn mấy chục người, cô lại chỉ có 2 người thì sao có thể thu phục được chúng. Nếu cô quản lý được người thì có lẽ sẽ hoàn thành được kế hoạch của anh, nhưng bây giờ, căn bản cô không thể nào tính là một bang phái. Cô nói không sai, về phương diện quản lý thì quả thực cô không có thiên phú, nhưng mấy năm nay cô cũng không phải là làm vô ích. Có một vài chuyện đã làm rồi thì nhất định sẽ có hồi báo, quản lý nghiêm khắc người trong bang phái thủ hạ sẽ không cảm kích, nhưng cũng sẽ có rất nhiều người khác cảm kích cô. Cô chưa kịp ngộ nhận ra chân lý này, thì nghe thấy lão Lưu gọi xem ai đến đây. Hóa ra là một đoàn quân, gái trai lớn bé đều có cả, đây là những người mà cô từng không quản ngại khó khăn mà giúp đỡ họ. Họ hay tin được rằng vị thượng quan tỷ xinh đẹp này bị một đám côn đồ bao vây, nên họ đến đây để giúp đỡ cô. Nếu như lần trước không phải là đại tỷ ra tay tương trợ thì con gái của tên mập này đã bị đám xúc sinh dẫm đạp rồi. Còn có người được cô cướp lại thuốc men cho không thì nương nương của hắn cũng không thể sống được hôm nay rồi. Còn có người khi vợ hắn lâm bồn, nếu không có đại tỷ thì có lẽ mẹ con họ sẽ không bình an rồi. Cô không ngờ được thế mà lại có người đến. Cô cảm động suýt khóc thì cái tên nhãi kia lại chèn ngang họng bảo không cần phải làm thế đâu. Cô đành nuốt ngược nước mắt vào trong, nói lời cảm ơn trong tiếng nấc nghẹn ngào. Bên này cảm động gớt nước mắt thì bên kia vẫn choảng nhau không trượt phát lào. Tên xanh lè không ngờ đối thủ của mình thế mà lại võ giả ngũ phẩm. Hắn nổi nhờ mưu lược, nhưng nếu thật sự ra tay thì đại ca của tên tóc trắng kia cũng chả đánh lại nổi. Và một cái tát khiến mặt lật ra sau lưng, răng môi lẫn lộn. Tên tóc trắng thế mà bị giã cho chẳng còn cái gì nguyên vẹn. Thế mà lão đại của San Hổ Bang đã chết, chúng cũng thế mà bỏ kiếm đầu hàng. Lần này quân của tên tóc xanh kia thế mà lại tổn thất lớn, chỉ còn lại chưa đến 30 người. Hắn ta từ đầu đến cuối vẫn giữ một cái đầu lạnh, có lẽ điều này đối với hắn cũng chả nhằm nhò gì, cho dù là kẻ nào khích bác thì sau này hắn vẫn chắc rằng huyện Nam Điền sẽ là của hắn. Nhưng tên thuộc hạ hỏi hắn xem hắn có quên ai không, vẫn còn một cái gọi là thượng quan đường đấy. Hắn vẫn chẳng một chút gợn lòng, vì hắn biết rằng nếu thượng quan Lý có thể thì cũng chỉ có mình cô ta, không có nhân thủ cô ta có thể làm được gì hơn. Khuôn mặt đang lạnh lùng pha chút ngầu lòi thì lại trở thành nơi tiếp đất cho quả trứng chưa kịp lục kia. Hắn hoang mang không hiểu là đứa nào dám ném trứng vào mặt hắn như thế. Vậy mà thượng quan Ly lại không một chút yếu vế, đứng ra ngông cuồng bảo, là ta đấy, ngươi làm được gì ta nào. Hắn thấy thế thì như ăn hảo hảo với chin su vì vừa chua vừa cay. Hắn chế giễu cô dẫn một đám chân hôi mùi bùn mà cũng dám đến thách thức hắn, chắc là Trương Mãnh là do cô giết rồi, cũng chính là cô đã hãm hại tẩu mã bang của hắn, quả là che giấu quá kín. Nhưng cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra, nhưng cô vẫn đâu giấu kỹ bằng hắn. Đều tưởng rằng bang chủ tẩu mã bang là người quỷ kế đa đoan, nhưng ai mà ngờ được hắn ta lại là võ giả ngũ phẩm. Hắn hỏi thế thì cô muốn thế nào, nếu như sống mái thì hắn không dám hứa rằng những tên chân hôi mùi bùn này sẽ sống sót quay về đâu. Đường đường là thượng quan đại tỷ chắc là sẽ không để cho đám chân hôi mùi bùn này bảo vệ mà bị tổn thương đâu nhỉ. Cô ra lệnh cho tất cả lùi lại, cô phải cho tên này biết thế nào là lễ hội mới được. Hắn ta cũng chẳng nể cô là phụ nữ mà thẳng thắn ra tay, còn không biết viết 2 chữ liêm sỉ mà xin cô nhường một bước chứ. Lại còn bảo rằng cô cứ để bọn hắn rời khỏi huyện Nam Điền, từ nay về sau cô độc chiếm một mình, hắn đổi một mạng là được thôi. Mê nghe đến đây thì cảm thấy tên này đúng là suy nghĩ nông cạn. Trung tuần tháng 6 năm 3 Thiên Hoa, vì giết người như ngoé mà bị đi đày đi xung quân.
trên đường đi liên hợp với thổ phỉ giết hại quân binh, vào rừng làm cướp giết chết không dưới 30 mạng người. Hắn ta nghe vậy thì hoảng hốt như bị người ta nắm phải chuôi kiếm, tự thắc mắc rằng anh là ai, sao anh lại biết những thứ này chứ? Anh ư, đương nhiên là đến đây để lấy mạng chó của hắn rồi. Và ăn phải chin su lần hai, lần này có vẻ cay hơn, hắn trực tiếp cho quân đi xông kích, đánh thẳng vào đám kia không được chừa lại tên nào, thà đánh nhầm còn hơn bỏ sót. Và anh vẫn đứng đấy không một tí sợ hãi, và nếu như do dự thì sẽ hại chết càng nhiều hương thân vô tội, và cô cũng hiểu rõ điều đấy. Cô không hề nao núng trước sự uy hiếp của Hồ Nhiên, trực tiếp xông lên, một quyền đánh thẳng vào mặt hắn. Vâng, và chỉ một quyền thôi, tên này đã đi chầu ông bà rồi. Những khán giả xung quanh bao gồm cả quân ta và quân địch đều ngơ ngác không hiểu sao mà chỉ với một quyền đã chết được như thế. Anh cũng không lường được trước rằng cô có thể mạnh như vậy. Và đương nhiên thì bọn địch thủ kia cũng chẳng khá hơn là bao. Chúng còn hỏi cô là yêu quái phương nào có thể về đây và ra tay ác chiến như thế. Cô với một bộ mặt lạnh băng như cõi lòng của cờ rớt, tay vẫn giơ nắm đấm lên và hỏi có ai muốn trở thành Hồ Nhiên tiếp theo hay không. Và đương nhiên câu trả lời vẫn sẽ là, thôi đừng, ta vẫn còn muốn sống, ta muốn đầu hàng. Thế mà thắng rồi, chỉ với một nắm đấm ư. Một nắm đấm mà có thể có cả địa bàn và sản nghiệp của Tẩu Mã Bang và Sơn Hổ Bang, ôi má ơi, tin được không vậy? Sau khi giành được màn thắng tuyệt vời thì anh không ngần ngại mà phát cho mỗi người 2 lượng bạc, cảm tạ họ đã đến để giúp đỡ. Thế mà vẫn có tên chê tiền cơ đấy, còn bảo đến là để giúp đại tỷ chứ không phải vì ngân lượng đâu. Nhưng mà các vị à, các vị không cần phải khách khí, tiền này anh cũng không lấy không đâu, các hương thân có thể giúp đỡ anh một chuyện. Là tuyên truyền thượng quan đường chiêu binh mãi mã, tất cả người của thượng quan đường mỗi tháng đều có 1 lượng. What? Cái gì cơ? 1 lượng. Vãi nồi, ở Tẩu Bang Mã cũng chỉ mới có 8 đồng, nếu như 1 lượng thì 5 năm là mua được căn nhà 2 cửa rồi. Và những hương thân ở đây, ai mà tham gia thì nhận được 3 lượng. Có vẻ như cái bản mặt anh không uy tín lắm, nên khi ra giá như vậy, vẫn có người hỏi lại đại tỷ là có đúng hay không. Nhân cơ hội này đại tỷ cũng muốn giới thiệu hắn, từ hôm nay trở đi sẽ là lão đại. Thượng quan đường từ bây giờ đổi thành Cửu Châu Đường. Đây là mệnh lệnh của cô, không được có sai sót. Dương Cửu làm đại ca ư? Hình như cũng được ấy, và thế là ước mơ của anh đã thành sự thật rồi. Các bạn cũng nên tắt báo thức mà dậy để thực hiện ước mơ đi thôi. Sếp cũng dậy trước 6 giờ để có 11 số trong tài khoản đi thôi. Và đám quân bị trói cổ này thì phải làm thế nào? Đương nhiên là đưa lên quan phủ rồi. Trai có đánh nhau ngư ông đắc lợi, đừng tưởng rằng hôm nay chỉ có bọn họ là được hưởng lợi. Trận sông mái lớn như này hắn không thể nào không biết, nếu như lúc này còn chưa đến, là vì lệnh huyện cũng là một người thông minh. Lưu Văn Thạc, thân huyện lệnh Nam Điền từ khi tuổi còn trẻ. Đúng thế, trận sông mái này hắn nắm rõ trong lòng bàn tay. Hắn biết rõ cuộc chiến này đã đến hồi kết và thắng lợi vẻ vang, và hắn cũng biết rằng sau lưng thượng quan đường là một vị quân sư không thể đùa được. Tên tiểu tốt của hắn hỏi rằng vì sao không nhân lúc thượng quan đường chẳng còn ai, sao không nhân cơ hội này một lưới đánh gọn. Nhưng hắn là một người thông minh xuất chúng mà, đương nhiên là hắn biết nếu tóm gọn thượng quan đường thì huyện Nam Đường cũng chẳng có tương lai tươi sáng hơn là bao. Thiên hạ có đen thì cũng có trắng, không có họ thì huyện Nam Điền này vẫn có những thứ đen khác, nếu như đã thế thì sao không lựa chọn thượng quan đường giỏi nhất chứ. Hắn ta cho rằng chính tích không phải là tạo phúc cho dân sao, vậy thì huyện Nam Điền này phải do cô ta thống trị thì mới có tương lai tươi sáng được. Đang trong mạch suy nghĩ thì một tên khác xông vào, báo rằng thượng quan Lý đích thân áp giải hơn 20 tên côn đồ lưu manh đến nha môn. Lão già quanh năm cúc tụng đại nhân thấy thế thì mừng rỡ vô cùng, phá án và bắt giam 2 thế lực tàn ác, đây có lẽ là ông trời mở đường để ngài tìm thấy chính tích rồi. Hắn không nghĩ gì nhiều đến việc mình sẽ có thêm chính tích, thứ đầu tiên mà hắn nhận ra, có lẽ thượng quan đường này đã đổi chủ rồi. Khi cuộc chiến đã đến hồi kết như lòng cô muốn, thì đây là lúc ngồi bình thản để nhâm nhi tách trà nóng sau những ngày lao lực. Nhưng biến này chưa hết thì biến kia lại tới, trên tách trà bỗng nhiên có một giọt máu đáp xuống, cảnh tiếp theo y chang phim kinh dị trá hình. Một thân hình với khuôn mặt đầy máu đang treo trên trần nhà, ngay chính nơi mà cô ngồi. Thế mà tên kia với 2 con mắt lồi ra, với giọng nói rờn rợn, thượng quan Ly, chính ngươi đã giết ta. Cô thấy thế thì sợ chết mẹ, run rẩy nói rằng hắn mới là kẻ đáng chết, cô không giết hắn. Hóa ra đó là Hồ Nhiên, hắn mở khuôn miệng gớm ghiếc không còn một chiếc răng nào sau cú đấm. Hắn hỏi nếu hắn là kẻ tàn ác vậy cô thì sao? Lúc chạm đến xác của hắn không phải cô cũng thế sao? Khuôn miệng hắn mở to hết mức, với đôi mắt mở long sòng sọc, từ trong khuôn miệng ấy có thêm một thân thể nữa. Hắn đưa đôi tay dài thòng lòng ra, muốn với đến túm lấy cổ cô, hắn muốn cô cùng đi theo hắn, cùng đền mạng. Cô lo sợ hét lên, không, ta không phải. Ôi đậu xanh rau má,
Thế mà có nằm mơ giữa ban ngày thật nè bà con, đang đứng quạt cho Dương Cửu thế mà cũng mơ được. Hay cho cái cô này quá, 1000 điểm chứ đùa đâu. Anh ngỡ ngàng ngơ ngác, éo hiểu cái cô này đập mấy ký đá mà giờ đứng nói linh tinh thế này không biết. Thôi tiếp tục đi, đừng đứng đó nữa, má đang làm việc mà cũng ngủ mơ được mới ác chiến chứ. Vì để cô không bận tâm vì chuyện của Hồ Nhiên nữa, anh gần như biến cô thành chân sai vặt của mình, cứ bảo quạt đi. Quạt mạnh lên, đã đến lúc đạt tới đỉnh điểm của bất mãn, một làn gió suýt thổi cả răng từ chiếc quạt của cô bay tới. Địch mợ, còn mạnh hơn cả quạt ba tiêu của bà La Sát nữa, nhưng dù có là gì thì mục đích cuối cùng của anh vẫn là để chuyển bớt sự chú ý của cô. Bớt cho cô ngày nào cũng gặp ác mộng, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô giết người. Nhưng có một chuyện quan trọng hơn mà họ còn phải bàn tới, đó là mấy ngày nay không phải cô luôn hỏi anh để bọn họ nghiêm chính đi làm gì sao. Cũng cả một tuần lễ rồi vẫn chưa thấy họ. Lần trước anh từng nói rằng anh sẽ mở thanh lâu sòng bài sao. Họ đang dẫn những người mới chiêu mộ được đi làm chuyện này. Cô ngạc nhiên, không lẽ lời anh nói là thật sao? Anh muốn lăn lộn bang phái sao? Đúng thế, từ lúc hai người quen nhau, anh cũng đã nói rất rõ rồi, những người có tài hoa như anh, báo ân cho Cẩm Y vệ không phải tốt hơn sao? Cô sẽ chẳng bao giờ hiểu được đâu, có lẽ lúc mà anh bước chân tới thế giới này, anh đã có một tâm nguyện được như lúc này rồi. Chỉ là số anh may mắn, gặp được một người như cô, nên càng nhanh đạt được tới ước mơ. Một cảnh khác, nơi mà mọi người vẫn đang thúc giục nhau làm việc, đúng thế đây là Thanh Vũ Lâu, nơi mà Yên Nhi đang sửa soạn, nhất thiết không được làm sai một chi tiết nào. Hóa ra cô đang chuẩn bị cho thanh lâu mới của hắn ư. Ha ha ha, trong khi vị kia chỉ mới nói một câu, rồi vứt cô ở đây cả tuần lễ mà không thấy bóng dáng nào. Cái cô này đúng là mất giá khiến cho người ta tức cười thật đấy. Chuyện của Thanh Bang cô không lo, thế mà lại đi lo cho cái thanh lâu nhỏ này của hắn. Cô lại cho rằng chuyện bây giờ Thanh Bang cần làm chính là tích trữ lương thực, dần dần xưng vương, vì thế không cần lo cho lắm. Cô tỷ nữ kia bất mãn khi vị tiểu thư này cứ nói giúp hắn, còn nữa nơi này rõ ràng là thanh lâu. Tại sao lại đặt tên thô tục là Nhạc Dương Lâu chứ, Yên Vũ Lâu, Trích Tinh Lâu, những tên này không phải vui tai hơn à? Cô ta lại tiếp tục nói giúp hắn, khiến cho vị tỷ nữ kia sôi máu, tự mở thanh lâu làm những chuyện này thì cũng thôi đi. Nhưng người cũng đều là để tiểu thư tìm, rốt cuộc là hắn mở hay là tiểu thư mở đây. Nhưng dù sao hắn cũng đã đưa tiền rồi, thuê người khác thì cũng thế thôi, sao chỉ có giống thế được. Chỉ có 5.000 lượng, cũng chả xây được của tiệm. Hơn nữa thanh quan nhân cũng phải cần 3.000, 4.000 lượng để mua, nếu như không phải là cô thì có cho tiền họ cũng chả đến. Cô cũng đã đập hết tích góp của mình ở nơi đây rồi, và đúng là cái cô này mất giá khiến cho người ta phì cười là có thật, lại còn tự cho rằng mình sẽ gả cho vị công tử kia. Nên những điều này là điều mà cô đáng làm thôi, tiểu thư trước giờ đều nhìn ra trông rộng, tại sao giờ đây lại như kiểu xác định rõ ràng Dương công tử rồi vậy? Thiết nghĩ, không cần mấy năm nữa, cái câu hỏi này ắt sẽ tự có câu trả lời thôi. Phía Âu Dương cùng một tách trà vàng, hôm nay hắn cho gọi hình môn chủ đến, không biết hắn có kế hoạch gì cho lần này, hóa ra hắn đến để báo cáo tung tích Dương Cửu cho Âu Dương biết. Tên tiểu tử mà hắn muốn ám sát hôm đó, nay đã mở thanh lâu ở thành Dương Châu rồi, hắn cũng không thể nào ngờ được, tên kia thế mà lại là đường chủ của thanh lâu. Có điều như thế cũng khéo, gần đây Thanh Phong kiếm phái đã biến thành kiếm môn ở lại Dương Châu, hình môn chủ cũng muốn chia cắt những thế lực ngầm ở Dương Châu, vậy thì loại người này càng không thể khoan nhượng. Tên hình môn chủ kia dám chắc với Âu Dương rằng lần trước hắn không lường trước được thực lực của cô nương đó, nhưng kiếm môn phái của hắn sẽ không thua môn phái quê mùa như Cửu Châu Đường được. Nếu đã thế thì hành động nhanh đi, đánh nhanh thắng nhanh. Lần này, Âu Dương lại tìm gặp một vị nữa, có vẻ như hắn là một người chức cao vọng trọng. Hắn khen thưởng Âu Dương lần này hành động quá xuất sắc. Tốt nhất là khiến cho Dương Cửu chết trong trận sống mái bang phái, sau khi xử dược Dương Cửu thì không thể lại một tên kiếm môn nào. Hắn đã hiểu rõ tình hình, nhưng vẫn muốn biết được Dương Cửu rốt cuộc là ai, không nên hỏi thì đừng có hỏi. Cũng đã đến ngày lành tháng tốt, nhà Cửu Châu nay cũng đã mở cửa khai trương, mọi người đều đổ xô cùng những lời chúc tốt đẹp đến đây. Cũng một phần là do đệ nhất thanh quan nhân ở Đăng Thiên Lâu Yên Nhi cũng đến đây, nên bọn họ mới cùng nhau tới. Người người đổ xô nhau về đây như hội chợ. Nhưng chỉ chưa đầy nửa canh giờ sau, một đoàn kéo đến đây, nhưng không phải là cùng với những câu chúc mà là những lời chửi mắng. Ta nhổ vào, suối quy nảy, đều là thanh quan nhân thì lão tử chơi cái gì, hay là đúng thế lão tử ra ngoài ăn chay à, hoặc là 100 câu có lẽ khác kéo nhau ra về. Những người ở đây bất mãn nhưng chẳng thể làm được gì hơn, đã là người thứ mấy rồi, đều là vừa vào đã ra, làm gì có chuyện nữ tử thanh lâu không bồi khách nhân qua đêm chứ. Nhưng anh chỉ bình thản ngoái mũi nói nếu như cô ta nóng tính vội thì cô đi mà làm, anh cho phép cô ta đi bồi đấy.
Tên tỷ nữ của Yên Nhi tức hộc cả máu mồm, Yên Nhi chỉ biết cười xoàng, được rồi Tiểu Thanh à, không cãi lại được Dương công tử đâu. Nếu như Dương Cửu không nguyện ý để cho cô nương đi tiếp khách, thì nên đổi ngành nghề khác đi thôi. Những người đến nơi này đều là tìm thú vui mây mưa, nhiều nhất cũng là công tử nhị lưu. Nhiều hơn nữa thì chính là thường dân có tiền, trước giờ anh không kiếm tiền của kẻ nghèo, thế thì anh kiếm tiền kiểu gì mới được? Liệu ở đây mấy ai nghe tới hội quán cao cấp chưa? Thôi bỏ đi, có nói các ngươi cũng chả hiểu, từ từ học rồi hiểu hết. Chắc chắn anh sẽ khiến cho cái tên Nhạc Dương lâu này được cả thế giới nhớ kỹ nó. Thế mà nơi phấn son này lại được huyện lệnh Nam Điền đến thăm. Đây cũng là trạng nguyên mới của năm Thiên Hoa thứ tư, vốn có cơ hội nhậm chức, sử bộ thị lang, nhưng lại hồi hương làm huyện lệnh nhiều năm. Đây là nhân tài hiếm gặp, Yên Nhi cũng đã tốn nhiều công sức trên người hắn nhưng lại chẳng thể nào chiêu mộ được hắn về. Thế mà Dương Cửu và tên Lưu Đại Nhân này lại là bạn cũ của nhau. Đúng là dân xã hội có khác nhỉ, thế mà hai từ bạn cũ của tên Dương Cửu này lại là cũ từ 7 ngày trước. Khi lúc mà Thượng Quan Đường đổi chủ, anh đã đến chỗ của hắn, anh đến bái kiến hắn, cũng như có một đề nghị với hắn rằng hắn có muốn làm thủ phụ không. Đúng thế, anh biết tự lượng sức mình và câu hỏi này cũng không phải là chưa từng suy nghĩ qua. Thanh niên tuấn kiệt quyền thế rất mạnh ở Kinh Đô, anh đã đọc quyền thuật trị quốc của hắn rồi, đế cửu nước bằng thương nghiệp, cung cấp công việc để xóa đói giảm nghèo. Đây đều là những tư tưởng vượt thời đại, chỉ là đám ngu xuẩn nội các vẫn luôn đề cao sĩ nông công thương, mà coi nhẹ thương nghiệp và công nghiệp nên mới khiến cho đất nước khó khăn, vì thế anh cho rằng chính hắn mới có tài làm thủ phụ. Hắn cũng quá đỗi ngạc nhiên thì thấy rằng anh lại nhận ra những chuyện này, mà từ trước đến nay chưa một ai làm được điều đó, rốt cuộc anh là ai mới được. Cái tên Dương Cửu này chưa gì đã vỗ ngực xưng vương, dám tự xưng mình là lão đại tương lai của huyện lệnh cả một cái huyện. Võ công thì chẳng biết lấy một đòn, thế mà lại dám khẳng định rằng sau này sẽ giúp đỡ huyện lệnh. Năm đó nội các không chấp hành thuật trị quốc này vì họ không có quyết đoán, phá vỡ giai cấp. Càng không nguyện ý lay động lợi ích của bản thân, mà hắn lại không nguyện ý thay đổi ước nguyện ban đầu, vì thế mới sớm suy bại như hôm nay. Nhưng anh dám đảm bảo với hắn rằng có một ngày anh và hắn sẽ đứng trên nơi cao nhất của Đại Càn Quốc. Chính hắn cũng sẽ không bị đám ngu xuẩn ở nội các đó kìm hãm. Tên kia cũng biết rõ mục đích anh đến đây là để thu phục hắn làm việc cho anh. Không sai, đây là chức vị thủ phụ mà anh đã hứa với hắn, vấn đề là làm sao để cho hắn tin anh. Nhưng hắn tin anh kiểu gì mới được, anh nói không hay thì là một tên lưu manh, còn hắn nói thế nào cũng là mệnh quan triều đình. Càng huống hồ, hắn không có gia thế hiển hách cũng không nguyện dựa dẫm vào đảng phái, chức vị thủ phụ dưới một người trên vạn người, quá là ngoài tầm với của hắn. Hắn đã nói hết nước hết cái như thế mà anh vẫn có thể cao ngạo nói rằng không có gia thế hiển hách thì nhận ta làm lão đại là được, thế ra có thể cho ngươi thì anh cũng có thể cho. Không có đảng phái thì với năng lực của hắn lôi kéo một đảng phái thì chắc cũng không khó lắm đâu. Chỉ miệng mà không có bằng chứng, hắn không thể vì mấy câu nói của anh mà đưa tính mạng bản thân cho anh được. Thôi vậy thì anh đành phải tặng hắn một tiếng gáy khiến ai nấy đều kinh ngạc. Thế mà tiếng gáy ấy lại là Nhạc Dương lâu ký, 7 ngày sau, ở trong thành Dương Châu sẽ xây một Nhạc Dương lâu. Mà ngươi sẽ viết nên Áng Thiên Cổ độc nhất vô nhị ở Nhạc Dương lâu, chúng ta đều sẽ có một mở màn hầu như hoàn mỹ. Lúc đó hắn còn có Nhạc Dương lâu sẽ đi truyền đi khắp ngóc ngách của Đại Càn. Sau những giây phút nhớ lại ngày tháng uy hiếp nhau bằng khẩu ngữ, thì cuối cùng hắn vẫn là đến đây. Hóa ra là hắn được mời đến đề tự, đến Thanh lâu để đề tự. Lưu Văn Thạch cũng hơi tục tằng rồi, nhưng kiếm tiền ấy mà, không mất mặt cho lắm. Tỷ nữ của Yên Nhi thấy thế thì không kìm được lòng mà thắc mắc, mở Thanh lâu quả thực là chú ý đề tự, nhưng nhiều tác giả thư pháp như thế, tại sao lại đi mời một người như hắn chứ? Lưu Văn Thạch này nói không chừng đã bị thu phục rồi cũng nên. Thanh lâu mở được chưa lâu thì đã có hai vị tay to mặt lớn ghé thăm, đó là Ngô Viên Ngoại của Ngô Thị Kim Hành. Còn có Triệu tướng quân ở quân phòng thủ Dương Châu, võ tướng tứ phẩm, cũng là một trong những thế gia ở Kinh Đô. Ngay cả quận thủ Âu Dương Đại Nhân cũng đến ư. Hóa ra bọn họ đến đây không phải vì cái thanh lâu bé nhỏ này, mà đến vị tên Lưu Văn Thạch kia. Triệu quân hiên ngang cho rằng Văn Thạch sẽ gia nhập Triệu gia của ông, nên đừng phí sức nữa. Âu Dương cũng vì thế mà lên tiếng cho rằng Văn Thạch sẽ là viên quan dưới tay ông mà thôi. Và đương nhiên thì Triệu quân cũng chả kém cạnh, ai mà không biết tài năng của Văn Thạch. Nếu như khéo đưa đẩy thì đã là đại viên nhị phẩm của đương triều rồi, người như này chắc chắn Triệu gia sẽ không bỏ lỡ. Sau khi Lưu Văn Thạch đề tử, ai nấy đều không tin được vào mắt mình, hắn ta ấy vậy mà đại viên nhị phẩm. Đại tỷ không hiểu mục đích mà anh muốn là gì, anh cũng chỉ đáp qua loa, đại bằng nhất nhật đồng phong khởi, phù giao trực thượng cửu vạn lý. Đọc đến lần thứ nờ chắc cô vẫn chưa hiểu cái gì mà đặc bằng đâu, thôi bỏ đi, chốc nữa thì biết thôi.
Phía Văn Thạc, hắn ta chữ nghĩa như Long Phượng, Nhạc Dương Lâu Ký, lo phạt sợ rèm, Thê Lương đầy mắt. Ở miếu đường trên cao, tất lo cho dân, ở sông nước ngoài xa, tất lo cho vua. Lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Thế mà chỉ sau vài câu văn hoa mỹ ấy, mọi người đổ xô nhau muốn lên đó để xem bút tích thật sự của hắn. Hay cho câu lo trước cái lo của thiên hạ, vui sau cái vui của thiên hạ. Đặt tên Nhạc Dương Lâu thì ra là có cái ý này, từ nay về sau Lưu Văn Thạc, Nhạc Dương Lâu sẽ chuyển đi khắp Đại Càn, sẽ trở thành đề tài nói chuyện ở khắp đầu đường cuối ngõ, thậm chí đến cả miếu đường. Hay cho câu Đại Bằng Nhất Nhận Đồng Phong Khởi, Phù Giao Trực Thượng Cửu Vạn Lý. Không lẽ đây chính là chí hướng của anh ư? Chỉ cần anh muốn thì lúc nào cũng có thể nổi danh thế gian. Thế mà Nhạc Dương Lâu Ký cũng đã truyền đến tai của Vương Đại Nhân, tiếng lành đồn xa, hoài bão và tài hoa của Văn Thạc nay lại càng giỏi hơn trước. Nghe nói Thạc Văn là đến Nhạc Dương Lâu mới có cảm hứng này, không biết nơi đó đã nổi danh thế nào, người cách xa vạn dặm cũng muốn đến Nhạc Dương Lâu. Lưu Văn Thạc, không phải nửa tháng trước tiểu cữu đã tra xét người này không? Phía đông coi sưởng quá chặt, ngoại trừ lão Lưu không có cẩm y vệ nào đi bên người tiểu cửu của ông ta. Nếu như Nhạc Dương Lâu đã nổi danh như thế thì nhân cơ hội này đi thăm con trai luôn. Nhưng Nhạc Dương Lâu là thanh lâu đấy, nếu bị phu nhân phát hiện thì lại về bê chậu nước cho mà xem. Không lẽ cẩm y vệ đường đường một cơ quan tình báo, lại để tung tích của ông cho một nữ tắc biết ư? Thế mà nơi này lại khai trương hồng phát phết đấy, mới mấy chốc mà khách kéo đến đông vãi nổi. Tiểu nhị thì chạy cho xoắn đít, thế mà ông chủ ngồi mát hưởng bát vàng, được cô em xinh đẹp đấm bóp cho. Thì đúng là làm cho em này cười thì em khác sẽ rơi lệ, nhưng mà rơi ở tình huống này nó lạ lắm. Cô em này lại rơi lệ vì tức VL mà chẳng làm được gì, ấy thế mà hắn ta lại bắt tiểu thư danh giá của mình đi đấm bóp. Tiểu thư lại còn bảo hầu hạ công tử là phúc của nô gia. Tiểu thanh bấy giờ chỉ muốn bay ra đấm cho mấy phát. Một lát sau, anh ta lại hỏi rằng Yên Nhi đã cảm thấy Cửu Châu Đường đã có chỗ đứng ở Dương Châu chưa. Nhưng cô làm sao mà biết được, chỉ biết rằng sẽ vĩnh viễn đi theo công tử mà thôi. Một chiếc ôm đầy trìu mến được Dương Cửu gửi đến Yên Nhi, cô còn tưởng đây là cái ôm tình cảm được đáp trả, vậy mà lại là ôm cô để tránh vì có thích khách. Và đúng thật, một tên quấn băng vừa trông giống ninja xe lít vừa trông giống xác ướp đang tung bay trước cửa sổ. Tỳ nữ thì thấy lo cho tiểu thư bỏ bà, mà tiểu thư lại muốn ở trong vòng tay của soái ca thêm một xíu, thế là ra hiệu cho tỳ nữ cứ ở đấy. Nhưng mà theo nhau mà không hiểu ý nhau thế nào, cô ta vậy mà lại la lớn lên bảo rằng giết người rồi. Đậu má, kiếm còn chưa kịp rút thì giết được ai, thượng quan Ly thầy ý thế thì xông ra, đấm cho tên kia một trận tơi tả má nhận không ra. Kẻ nào mà dám hành hung ở Nhạc Dương Lâu cơ chứ, hắn ta bị đấm cho xì khói, cuối cùng lại xả một làn khói đen để chạy trốn. Tính cót vờ lai siêu đạo trích kít hay gì? Chạy thì chạy đi, còn nhà khói làm cái éo gì không biết. Anh ra lệnh cho thượng quan Ly đưa Yên Nhi về nghỉ ngơi, còn tên thích khách vẫn ở đấy, trong rèm cửa và ngay sau lưng anh. Hóa ra đó là lão Lưu, không biết ông bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn còn đùa như một đứa nhóc như thế. Nhưng cũng vì bộ y phục này ông đã lâu không mặc, đột nhiên mặc vào khó tránh khỏi kích động, nhưng cũng nhờ đấy mà ông có thể nhìn ra được. Yên Nhi thật sự không biết võ công, bên cạnh không có ai bảo vệ, mà ông mấy năm này đã gặp không ít người. Xét thấy rằng Yên Nhi cô nương là một lòng đối xử thật với thiếu gia, không giống như người muốn hại anh. Cũng như thế thật, từ lúc anh quen biết, cô ấy đã dốc sức giúp đỡ anh, hơn nữa chi tiết về thân phận cũng chẳng có vấn đề gì, vậy thì anh đang lo lắng cái gì chứ? Điều mà anh lo lắng là vì tất cả đều quá hợp lý, cũng có khả năng là do anh nghĩ nhiều, thôi khó quá bỏ qua. Không nhắc đến chuyện của Yên Nhi nữa, nhưng ông đã điều tra được chuyện ở Dương Châu là thế nào rồi chưa? Thế mà ông ta lại mò ra được ba vòng của thiên kim cô nương nhà Triệu gia. Tí nữa thì bị đấm vỡ mồm, là số đo mồm của ông ta bằng số đo vòng một của vị tiểu thư kia. Ô thế thì nhầm to rồi, thế thì thời gian tắm rửa của thiên kim Triệu gia là. Thời gian chưa kịp nói thì lại ăn thêm một cú đấm nữa vào mồm, thế là hôm nay hàm ơi ở lại răng đi nhé, thôi kể từ đây cháo suốt đời. Việc mà anh cần hỏi là về sự phân bố thế lực ngầm khác ở Dương Châu, còn có cả tình hình bây giờ của Lưu Văn Thạc. Đấm người thì vẫn đấm, nhưng những tin tức về thiên kim trong thành thì vẫn muốn mang về phòng. Trải qua mấy ngày điều tra, sau khi Thanh Bang đi, thế lực ngầm tương đối lợi hại, ở Dương Châu bây giờ chỉ có Bắc Hiến, Nạm Đỉnh, Đông Kiếm, Tây Bình, bốn bang phái lợi hại nhất, xung quanh chúng ta là những bang phái nhỏ lẻ, có điều quy mô còn lớn hơn huyện Nam Điền. Đại tỷ lại cảm thấy hai người này suy nghĩ quá nhiều thôi, chứ chẳng có vấn đề gì cả. Không có vấn đề là tốt, còn về việc chiêu mộ, đã chiêu mộ nhiều người theo yêu cầu của anh. Bây giờ có 50-60 người rồi, nhưng đa phần đều là côn đồ lưu manh, mềm nắn rắn buông, chả có sức chiến đấu.
Nhưng không sao, kế hoạch của anh là 300 người, nếu những người giỏi hơn có thể bồi dưỡng, 300 người ư. Nếu như anh nói thì mỗi tháng 4 lượng, thêm vào đó là thanh qua nhân và người làm ở Dương Lâu cũng phải 1.500 lượng mỗi tháng. Hiện tại lợi nhuận một tháng của Nhạc Dương Lâu mới có 900 lượng, sao có thể nuôi nhiều người như vậy được? Đại tỷ à, đây là một bang phái, mà bang phái tiện nhất chính là cướp, không cần tiêu tiền, nếu không thì lấy gì nuôi nhiều người đến thế. Nhưng trên đường thì cũng phải có quy tắc ở trên đường, nếu như ra tay vô cớ, nhưng nếu như chúng đột nhiên ra tay vô cớ thì sao, ta tự vệ thì chẳng có gì là ra tay vô cớ cả. Phía bên Yên Nhi, cô ta đã nhìn rõ được anh đang thăm dò cô, biết rõ đó không phải là thích khách, công tử này suy nghĩ thật chặt chẽ. Tự nhiên có thể cảm giác được cô ta có vấn đề, nhưng bây giờ vẫn chưa phải là lúc để nói ra thật cả. Mọi chuyện cũng đã ổn rồi, Tiểu Thanh có thể lui về, trong bang có cần gì để cô biết thì cứ việc nói. Một lát sau có tin tức rằng Dương Uyên sắp đến Dương Châu, bề ngoài là đến thăm Nhạc Dương Lâu, nhưng thực tế lại là đến thăm Dương Cửu. Bên ngoài trấn áp đế quốc, bên trong chèn ép thế gia, lúc nào cũng không được coi thường Dương Uyên, có lẽ lần này ông ta tới đây không đơn giản. Tiểu thư hay là tiểu thơ không biết, cứ ngu ngơ rồi giả bộ hiểu biết, người ta chỉ là thương con rồi đến thôi chứ có việc gì đâu mà. Nhưng bây giờ việc cần làm là bất động, mấy năm nay chỉ cần thanh bang ẩn núp là được. Phía bên Âu Dương thì nổi đoá lên, vì đã nhiều ngày như thế rồi mà vẫn chưa thấy động tĩnh gì, nếu tiếp tục thế thì có khác gì Dương mắt lên nhìn Nhạc Dương Lâu ngày càng nổi danh đâu. Nhưng mấy ngày nay, hắn căn bản không ra khỏi Nhạc Dương Lâu, bên cạnh lại có đối thủ nặng ký như Thượng Quan Ly, khiến cho bọn chúng không thể ra tay. Hơn nữa trong Nhạc Dương Lâu đều là những phú thương hoặc là người của quan phủ, không thể xông vào. Nếu muốn nhân thủ chỉ dựa vào kiếm môn của bọn chúng thôi, không phải xung quanh Nhạc Dương Lâu có rất nhiều môn phái bé nhỏ sao, chúng chắc là cũng không muốn Dương Cửu thống trị độc quyền nhỉ. Kiếm môn ở phía đông, Nhạc Dương Lâu ở phía tây, mà phía tây lại là địa bàn của Bình Lang Bang, những bang phái nhỏ này khó mà theo phe của Âu Dương. Có điều có một điểm có thể lợi dụng, đó là mấy ngày này đột nhiên Dương Lâu lại chiêu binh mãi mã, muốn chiêu mộ 300 người. Lại khiến cho những bang phái nhỏ lòng người hoang mang hay là cứ thuận gió đẩy thuyền, khiến những bang phái nhỏ này liên hợp đối phó với Dương Cửu. Âu Dương thấy thế thì ok không do dự, hắn ta còn nghĩ rằng Dương Cửu cũng chỉ thế thôi, rêu rao mở rộng thế lực như thế, sao lại không khiến người khác ghen ghét được cơ chứ? Thế mà yên ổn chưa bao lâu, hôm nay lại báo rằng có người tấn công ngay ngoài cửa. Đại tỷ không ngờ được rằng trong Nhạc Dương Lâu văn nhân mặc khách nhiều như vậy, đả thương những người này ai chịu trách nhiệm được. Không đâu, hôm nay Âu Dương mở yến tiệc, mời tất cả quyền quý ở Dương Châu rồi, toàn bộ đều đã đến Túy Tiên Lâu. Bây giờ là lúc Nhạc Dương Châu vắng vẻ nhất, đại tỷ nghe xong liền triệu tập các huynh đệ, cái cớ mở yến tiệc này. Rõ ràng là đang nhắm vào bọn họ mà, người ta đánh đến cửa rồi mà anh vẫn hạ lệnh không cần triệu tập, nếu đã muốn đánh vậy thì cho chúng. Đại tỷ lại cho rằng anh đang lo lắng cho cô vì cô không phải là đối thủ của bọn chúng. Mấy ngày nay, cô cũng sắp chiêu mộ được 100 người ổi, đều ở gần Nhạc Dương Lâu, thế nên sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề gì. Chỉ đám ra áo túi cơm đấy. Sau tối nay thì cho họ nghỉ hết đi, chiêu mộ lại một nhóm chất lượng hơn, vậy 400-500 lượng này đều vô ích ư. Anh hoàn toàn phớt lờ lời cô nói, liền quay qua hỏi xem những người khác trong lâu thế nào. Mấy ngày nay theo yêu cầu của anh, đều di tán ra ngoài hết rồi, chúng tấn công vào cũng chỉ là một tòa lầu rỗng. Đèn đầu cũng đã chôn xong rồi, cái gì chứ? Không lẽ anh tính chôn luôn cả cái Nhạc Dương Lâu này ư? Nhưng Tiểu Ly à, cần phải học hỏi thêm, hôm nay anh đây sẽ dạy cho cô như thế nào là không phá không xây được. Canh ba, trống đã điểm gà đã gáy, thế mà hộ pháp và trưởng lão kiếm môn đều đã đến đây, đều đang vòng từ phía sau núi, quyết không chừa một ai, cũng không tệ lắm đâu, bây giờ là lúc để giải quyết Dương Cửu. Nhưng đao chưa kịp mài, kiếm chưa kịp rút thì Nhạc Dương Lâu bốc cháy, rõ ràng là người của anh châm lửa, nhưng tụi này lại nghĩ rằng chính tụi nó mới là người châm lửa. Viên quan tướng thấy thế thì máu sộc lên não, cho bao vây toàn bộ bọn chúng, Triệu tướng quân mở mắt ra mà xem, chuyện tốt mà đám du côn này làm đi, thế mà hắn dám bắt hết toàn bộ. Bọn người này không chịu khuất phục, dựa vào đâu chứ, Nhạc Dương Lâu này chúng nói rằng không phải chúng đốt, nhưng bang phái sống mái. Các ngươi là bang phái và Nhạc Dương Lâu thì không phải, rõ ràng Cửu Châu Đường là bang phái, nhưng họ phạm pháp lúc nào mới được. Một tên mặt đen tố rằng ở huyện Nam Điền, họ đã ra tay với hai bang phái, còn giết mấy người. Viên quan tướng vẫn một mực bảo vệ Cửu Châu Đường, rõ ràng là hai bang phái sống mái, làm hại đến dân chúng. Sau cùng bị thượng quan cô nương ngăn chặn, càng huống hồ sau cùng họ đều giao hết toàn bộ người cho huyện nha rồi, đây bị coi là phạm pháp ư. Hóa ra đây mới là mục đích cuối cùng mà anh nói rằng tôm cá đánh nhau ngư ông đắc lợi.
và bây giờ thì mời Triệu tướng quân làm chủ, ông cho bắt giam toàn bộ vì tội vô cớ thiêu cháy Nhạc Dương lâu, lại còn tụ tập gây sự. Bọn kia thấy thế thì chỉ viết chửi thề, bọn chúng không ngờ được thế mà Dương Cửu này có thể lôi kéo được quan lại thương nhân. Người của bang phái nhỏ đều bị bắt hết rồi, bây giờ chỉ có thể chờ Dương Cửu sơ suất, nhưng người thông minh như hắn thì lúc nào hắn sẽ sơ suất. Chính là lúc này đây, nhân lúc hắn tưởng rằng có thể nắm được chiến thắng trong tay thì chính là lúc hắn sơ suất nhất, vậy thì phải cho hắn một phát hồi mã thương mới được. Tên đệ tử đi theo trưởng môn không hiểu tại sao ông lại không chết không xong với Dương Cửu như thế. Thanh Phong kiếm phái này không phải là bang phái, mà là tông môn võ học truyền thừa trăm năm, từ lúc nào mà phải dựa hơi người khác như này chứ? Vì đứng vững ở Dương Châu, cũng là vì để kiếm môn có thể tiếp tục truyền thừa, chấp hành mệnh lệnh đi. Trong ngọn lửa đỏ rực ấy, xem như bụi trần cũng đã lắng rồi, phía bên địch vẫn lục đục tìm giết, thì đây chắc có lẽ là lúc anh sơ suất rồi. Nhưng Tiểu Thanh lại bất mãn vì câu bụi trần đã lắng của anh, Nhạc Dương Châu do tiểu thư nhà cô vất vả làm nên. Một mồi lửa của anh thế mà thiêu rụi hết rồi, đây là điểm duy nhất không đẹp, đó chính là dẫm đạp lên tâm huyết của Yên Nhi cô nương. Thế mà Yên Nhi lại tự cho rằng bản thân cũng đã là của anh, huống hồ chi là Nhạc Dương lâu, nhưng chưa để cô nói hết câu. Thì anh đã sai lão Lưu đưa Yên Nhi cô nương về, còn Tiểu Ly thì đi theo anh để gặp Lưu Văn Thạc, không sai, không phải cô muốn biết vì sao anh đốt lâu ư. Thế thì cứ đi theo anh, cô cho rằng anh mượn sức mạnh quan trường của Lưu Văn Thạc để làm điều này. Và coi như cô không ngốc, màu đen là màu sắc phức tạp nhất và đương nhiên nó có thể giở mọi mánh khóe. Cái câu mánh khóe chưa dứt thì một mũi tên cắm ngay vai trái của anh. Sau khi nơi mũi tên đáp xuống là vai trái, thì anh đau đớn anh gục ngã và nơi anh đáp xuống là nền đất. Thượng quan Ly thấy lo lắng cho anh, thế mà anh lại dặn cô cẩn thận. Đây là người của kiếm môn, làm sao mà anh biết được? Đương nhiên là có thể dùng hồi mã thương như này thì cũng coi như có chút thủ đoạn. Anh thấy mình và Thượng quan Ly gần như rơi vào tròng. Anh chỉ lẳng lặng hỏi một câu, theo anh lăn lộn, thế nào? Cô chẳng nói chẳng rằng, tay không đỡ kiếm, kéo theo anh thì không dễ tránh, nhưng cùng không đến nỗi phải cần dùng tay để đỡ như này chứ. Cô chỉ quát hắn ngậm cái mỏ lại, cô sẽ dẫn hắn đánh ra ngoài. Bàn tay cô dùng để đỡ kiếm, đã đổ máu, và giờ đây mỗi giọt máu bốc lên một ngọn lửa, đây là kỹ thuật thiêu cháy khí huyết. Không lẽ cô là kỳ tài võ đạo bẩm sinh ư? Anh nghe những lời này thì éo hiểu cái gì, giống như lúc ta học vật lý, cũng là tiếng Việt nhưng mà nó lạ lắm. Không những thế, cô có thể thiêu chất khí huyết hóa thành chân khí, tạm thời có được sức mạnh đột phá phẩm giai trước mắt, nhưng lại gây ra tổn thương cực lớn cho cơ thể, vì thế trạng thái đốt cháy khí huyết không duy trì được lâu dài. Và cô lại dẫn theo một tên chỉ giỏi võ mồm này đi theo, hẳn là lần này khó giữ được mạng rồi. Phía bên kiếm môn cũng hành động quân tử, chỉ giết một Dương Cửu thì sẽ chỉ giết Dương Cửu, nhất tuyệt đối sẽ không làm khó cô. Nhưng mà hắn lấy tư cách gì để giở cái giọng đấy trong khi ba quyền của cô hắn còn không đỡ được. Thế mà một thân phụ nữ, đấu với một đám giai nhân quân tử, thật là không biết kết quả rồi sẽ ra sao. Một bên là lửa một bên là thủy, không bên nào chịu nhường bên nào, và rồi sức nữ không thể trụ được, cô đã bị đánh ra xa và hộc máu. Toàn bộ cái võ lâm này cũng chỉ có chưa đến 10 người có thể dùng thiêu cháy khí huyết, trưởng thành đến cuối cùng không ai không trở thành tông sư võ đạo. Đằng này cô lại thiêu cháy khí huyết quá độ như này, không chỉ có một thân tu vi mà thiên phú cũng bị phế, liệu như thế chỉ để bảo vệ một thằng không viết võ vẽ gì thì có đáng không chứ? Cô vẫn một mực bảo vệ hắn, cô khẳng định rằng chỉ cần một ngày cô còn ở bên cạnh hắn thì không một ai được đụng tới hắn. Anh thấy bên kiếm môn vẫn tiếp tục ra thì hoảng sợ, anh sợ rằng cô sẽ không đỡ được chiêu này, nhưng sức mạnh của cô là thứ mà khó ai lường trước được. Không thử thì làm sao biết là không đỡ được chứ? Thế mà trên thế gian này lại có thiên tài võ đạo như thế này, có thể thiêu cháy khí huyết hai lần. Đều đã vậy rồi, dùng chiêu thần tiên đó cũng không cứu được nữa nhỉ, cô hứa rằng sẽ dẫn được anh ra ngoài. Anh biết điều đó, nhưng cái giá anh phải trả là quá đắt và anh cũng không thể nào gánh vác được. Đã vậy thì cô chấp nhận rằng cái giá cô phải trả không liên quan gì đến anh, nhưng Tiểu Ly à, cô đừng quên cô cũng là người của anh. Và vì không thể đứng im nhìn cô chịu khổ như thế được, nên anh quyết định tay không rút mũi tên ra, lúc tiểu thiếu gia leo lên đỉnh thì cũng phải chờ cô chứng kiến. Bây giờ đi giới thiệu bản thân làm cái éo gì không biết, còn có cả cảnh ta là đích trường tử của Dương Uyên, chỉ huy sứ Cẩm Y vệ nữa chứ. Thế mà lại lấy tên bố ra làm bùa hộ mệnh, và trên tay hắn cũng là tấm lệnh bài. Nếu như bọn này không tin anh là con trai của Dương Uyên thì cũng không có gan để giết Cẩm Y vệ. Thế mà đe dọa chưa dứt câu, tấm lệnh bài đã bị chém làm hai nửa. Yên bài của Cẩm Y vệ có bao hàm sắt, đao kiếm không thể để lại vết xước, hàng giả mạo cũng dám lấy ra để bị mất mặt sao? Thôi rồi,
Lúc này cả anh và cô đều ngơ cả ra rồi, cuối cùng không chỉ bị một người đe dọa giả mạo. Bây giờ ngay cả thượng quan Ly cũng không tin anh, lại còn hỏi anh lừa cô lâu như vậy, anh thì chối lấy chối để, phải bảo vệ cái danh của mình trước đã. Trong lúc ngàn cân treo sợi bún thì anh sực nhớ ra lệnh bài của cô, lại còn lục soát người cô để tìm lệnh bài. Tìm được rồi, chưa kịp thách chém thì bị một đấm ngay mặt vì cái tội lưu manh. Còn phía trưởng môn của kiếm môn thì hoàn toàn bất mãn, cái bọn trẻ trâu này chơi ta sao, không lẽ ông mà đi tin cái chuyện ngu xuẩn như thế. Giữa đêm trăng thanh, khi mà con người đã đi vào giấc ngủ, thì còn một già một trẻ ngồi năn nỉ nhau chém tấm lệnh bài này đi. Thế mà lệnh bài của cô cũng bị làm hai, rồi nghệt mặt lần thứ hai, sao có thể yên bài của cô cũng là giả chứ, chắc chắn là lão già Dương Uyên đã bớt xén nguyên liệu rồi. Bấy giờ Trương Môn không chịu được nữa với hai cái tên lừa đảo này rồi, anh nằm đấy, thấy lưỡi kiếm của hắn. Nếu có thể trở về, anh nhất định sẽ học võ một cách đàng hoàng, nếu tiếp tục như thế thì có lẽ ngủm lúc nào không hay. Khi tên Trương Môn cùng lưỡi kiếm của hắn lao tới, anh đã ném một quả thuốc nổ vào người hắn, một tiếng bùm rung chấn cả một góc trời. Lão Lưu nghe thấy tiếng động, liền nhận ra đây là thuốc nổ thiếu gia tự làm, hẳn là có chuyện xảy ra rồi. Cuối cùng tên trưởng môn vì uy lực của thuốc mà bỏng rát khắp người, có điều đáng tiếc không cho nổ chết được hắn, và anh cũng bị thương không kém cạnh, một mảng lưng của anh đã bị tổn thương lớn vì bỏng. Cũng là vì bảo vệ cho cô, và món quà này khiến trưởng môn không thể ngờ được, cho dù là trương tâm lôi của đường môn hắn cũng không có uy lực thế này. Và vẫn mẫu câu ngươi là ai xuyên suốt từ tập này sang tập khác ấy, đương nhiên là trưởng tử Dương Cửu của chỉ huy sứ Cẩm Y vệ Dương Uyên rồi. Đậu má cái tên này vẫn không tin, nếu mà ta là ta móc điện thoại alo bố hỏi xem ta là ai rồi đấy, tiếc là ở đây đường điện tín còn chạy bằng cơm. Lúc lão Lưu xuyên qua ánh trăng tới như Spider-Man, cũng là lúc anh hết sức gắng gượng, đến chậm quá, trừ lương thôi. Tên trưởng môn kêu lão Lưu là lão già, nhưng ông nào đâu đã già và ông không thích như thế, lão già ư. Năm đó lão gia ra xa trường, vốn không muốn tạo sát nghiệt, nhưng ngươi đã khiến tiểu thiếu gia bị thương như thế này. Bấy giờ hắn mới nhận ra ông là họ Lưu, và đương nhiên, hôm nay sẽ không một ai được sống sót sau khi lão Lưu bỏ mặt ra, ể nhìn giống sơn gò cu nè anh em. Và chỉ với một lần ra tay, lần lượt những cái đầu rớt xuống, đầu tiên là chiếc đầu bé xinh của Trương Môn, hắn còn chưa kịp biết mên là ai mà đã chết không kịp ngáp rồi. Và bấy giờ, anh đã chẳng còn một tí sức lực nào để thở nữa. Lúc này đại tỷ mới nhận ra rằng anh không phải là dạng ham ăn lười làm, gặp nguy nan cũng ra dáng quân tử đấy. Lúc đánh nhau máu lạnh thì như thế, đến khi thấy thiếu gia nằm ra đó thì khóc như diễn tuồng, không biết nên cười hay nên buồn. Cười nữa, thượng quan Ly thấy vậy cũng chỉ cười trong bất lực rằng anh không sao đâu, ông cứ yên tâm. Trên tay ông là hai lọ cửu chuyển hoàn hồn đan, long đản phượng cốt viên, đây đều là phu nhân đưa đến liên tiếp cho hắn. Cô cầm lấy một viên cửu chuyển hoàn hồn đan đáng giá vạn lượng vàng, thiếu gia nhà ông bị ngoại thương, như này lãng phí quá. Ôi đệch, người ta vừa cứu cô xong, bây giờ lại nói cái giọng này, thật là muốn mở hội anti mà. Đương nhiên là cô không hiểu được, thiếu gia bị thương là chuyện nhỏ nhưng bị phu nhân nhìn thấy là tai họa đấy. Cuối cùng phía Dương Uyên cũng đã nghe ra động tĩnh của trận chiến ấy, ông ra lệnh giết kiếm môn không chừa một tên nào. Nhưng lão Lưu sớm đã ra tay, người đả thương Dương Cửu đương nhiên không thể tha. Nhưng ông ta vẫn lên cơn thịnh nộ, kiếm môn này có bối cảnh, cho dù là ai đó trong hoàng tộc chống lưng cho chúng, thì khiến con trai ông bị thương đều phải trả giá. Cũng không phải, mà là chúng ta vừa muốn ra tay, thì kiếm môn đã bị một người thần bí nào đó tấn công rồi. Nhưng không thể điều tra ra được là ai, dù gì thì Dương Châu là địa bàn của Thanh Bang, ông ta lại giết bang chủ trước đây của người ta, vì thế nên chuyện này là khó. Thôi tạm thời cứ để đó đã, mấy tuần nữa ông sẽ đích thân đi Dương Châu một chuyến, nhưng chuyện này liên quan đến sự tồn vong sống chết của ông ta. Thế nên chuyện tiểu cửu bị thương, nhất thiết, không được cho phu nhân biết, cái gì quan trọng thì nhắc ba lần. Và đương nhiên người bí ẩn đó không ai ngoài Yên Nhi, giết kiếm môn không chừa một ai, thuận tiện đã tra được người đằng sau. Phế vật đó của nhà quận thủ, nhưng sau lưng Âu Dương Hạ còn có một người, chí ít cũng có thân thủ nhất phẩm, chúng không thể tra ra được. Nếu đã là nhất phẩm thì có thể gây lợi cho công tử, xem ra phải có kế lâu dài rồi. Cuối cùng sau chừng ấy ngày hôn mê, anh cũng đã tỉnh. Vết thương của cô thì có vẻ như đáng ngại, vì nếu thiêu cháy hết tinh huyết thì sẽ mất tu vi. Nhưng cô đã dùng một vài dược thuốc lão Lưu lấy ra rồi, tu dưỡng một hai ngày là được. Cô biết anh muốn nhắc đến chuyện yêu bài, nhưng cô vẫn muốn biết anh rốt cuộc là ai. Và đương nhiên đối mặt với cô còn có một mối nguy hại mà hồi trước anh chồng ghẹo chị cô, nên bây giờ lại nói rằng lúc đố thế sự cấp bách, lôi ra hù dọa nhau thôi. Nhưng cô nhận ra được thân thủ của lão Lưu, còn có những dược thuốc ngàn vàng khó cầu đấy,
Nếu không phải đích hệ Dương gia thì sao có đãi ngộ thế này? Giờ thì anh hết đường dám cãi, nhưng may thay có người đến thăm, anh liền trở mặt, gọi Tiểu Ly rót trà. Chết gần đến nơi nhưng khi tỉnh thứ anh quan tâm vẫn là Nhạc Dương Lâu, đương nhiên là câu kết với quan lại Thượng Nhâm, thậm chí là cả mưu lược binh pháp anh cũng đã dùng hết rồi. Tất cả các thế lực bang phái xung quanh đều là vật trong túi của anh rồi, cô không hiểu được. Rõ ràng Nhạc Dương Lâu đã bị thiêu rụi, vậy mà sao lại nói vậy? Nhưng đây cũng chỉ là một phần trong kế hoạch của Dương huynh đây mà thôi.